Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Cố Tưởng San phóng xe ra khỏi biệt thự đến nhà hàng gần trung tâm thành phố. Đúng hơn là Mạc Kiến Phong muốn đưa cô đi nhưng cô không muốn. Cô đến bàn mà Mạc Kiến Phong đang ngồi chờ, đặt túi sách xuống ghế, ngồi xuống ghế mà không cần đến sự giúp đỡ của Mạc Kiến Phong. Nở ra nụ cười xã giao, tự nhiên lên tiếng. Anh đợi em lâu chưa? Anh cũng mới đến thôi, em gọi món đi, Tưởng San. Gọi món lên bàn xong, hai người ăn mà không nói với nhau một tiếng nào. Có nhân viên phục vụ mang vào bó hoa rất lớn. Mạc Kiến Phong nở ra nụ cười, nhận bó hoa rồi đứng trước mặt của cô. Tưởng San, anh biết giữa em và Triều Quân là hôn nhân, nhưng giữa hai người không có tình yêu, đúng không? Tưởng San nhíu mày, định phản bác thì Mạc Kiến Phong đã lên tiếng nói tiếp. Tưởng San, cho phép anh được yêu em và quan tâm em có được không? Cô đưa mắt nhìn bó hoa, đứng dậy trước ánh nhìn của người đàn ông và những vị khách xung quanh trong nhà hàng. Ánh mắt cô vẫn kiên định, không một chút nào dao chuyển. Em xin lỗi, Kiến Phong. Người em thích là Triều Quân, người em yêu cũng là anh ấy. Tưởng San à, bọn em yêu nhau. Hôm nay em đến đây, thật ra là muốn nói rõ với anh. Em không thể nào thích anh được, chỉ hy vọng chúng ta mãi giữ mối quan hệ tốt đẹp như thế này. Cô nói xong thì cúi đầu xin phép ra về, chỉ sợ rằng về trễ, người đàn ông của cô sẽ nổi máu nóng. Mạc Kiến Phong đứng đó cười chua chát, anh đặt bó hoa xuống ghế rồi ngậm ngùi rồi đi. Có thể anh đã dành rất nhiều thời gian, dành cả thanh xuân đặt ở nơi của cô, nhưng bây giờ cũng là lúc anh nên chấp nhận và buông bỏ mọi thứ rồi. Cả đoạn đường lái xe về nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biết hành động vừa rồi của mình ít nhiều cũng gây ra sự tổn thương cho Mạc Kiến Phong, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Tổn thương anh ta lúc này còn hơn là để anh ta ôm mãi sự tương tư dành cho Tưởng San, để rồi sau này đau khổ sẽ càng đau khổ hơn. Cho dù thế nào thì chuyện cô yêu Triều Quân cũng không thể nào thay đổi được nữa. Mặc dù có như lúc anh gây ra cho cô nhiều tổn thương, chỉ là tình cảm khó nói, không hiểu sao trái tim cô lại chọn anh. Trở về nhà, cô bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý thật là sẵn sàng. Bây giờ thì nên tìm lý do dỗ ngọt ông tướng siêu ghen tuông bên trong là vừa. Người đàn ông bình thường mặt lạnh, không quan tâm chuyện gì, nhưng mà hễ có chuyện liên quan đến vợ mình thì giống như cháy nhà đến nơi. Đúng như những gì mà Tưởng San suy nghĩ, Lục Triều Quân mặt mũi đen sì ngồi giống như đống than ở sofa trong phòng khách. Cô bước vào mà không thèm lên tiếng hỏi han cô, ngồi đó không quan tâm gì đến. Tưởng San tiến tới ôm lấy cổ của người đàn ông mà anh cũng chẳng có một chút nào phản ứng, cứ xem cô là không khí mà đối xử. Không còn cách nào khác, cô mè nheo rụi rụi chóp mũi vào hõm cổ của anh, vẫn chẳng thấy phía trên có phản ứng gì. Tưởng San quyết định ngồi hẳn vào trong lòng anh, hai tay áp lên bên má đang sụ xuống của anh mà xoa xoa, xoa thật đều. Ngốc quá, em thật sự không muốn cho bất kỳ chàng trai nào có cơ hội tương tư em nữa. Em gặp Mạc Kiến Phong cũng chỉ muốn nói rõ mọi việc một lần thôi mà. Thôi đừng giận em nữa, em hứa sau này sẽ không đi gặp ai cả, Mạc Kiến Phong càng không, mà không có bất kỳ sự đồng ý nào của anh. Em thật sự chỉ muốn cho một mình anh u mê em thôi. Em từ đó là muốn từ chối anh ấy, nói rõ tình cảm của mình thôi mà. Anh buồn ngủ rồi, em đi tắm trước đi. Anh để cô ngồi xuống sofa rồi đứng dậy, không thèm quan tâm đến cô mà bước lên trên lầu. Tưởng San bĩu môi đứng dậy theo sau anh.
Vào phòng để đồ, cô tìm bộ đồ thoải mái đi tắm, nhưng mà nhìn đến dãy đồ ngủ quyến rũ. Lúc cô về, cô không dám mặc, nên đến tận bây giờ, dãy đồ ngủ này vẫn chưa được cô trọng dụng một lần nào. Cô đưa tay lướt nhẹ qua từng bộ cánh, cuối cùng thì chọn bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn với chất liệu là lưới rất mỏng manh. Bên trong là bộ đồ cùng màu làm ẩn hiện những nơi quyến rũ nhạy cảm. Tắm rửa xong xuôi, cô khoác lên mình bộ cánh hở trên hở dưới. Tưởng San đứng trước gương, xõa ra mái tóc đen dài quyến rũ. Bộ cánh màu đỏ sẫm thật sự làm cô tôn lên nước da trắng mịn. Cô khẽ mỉm cười bước ra ngoài, thấy Lục Triều Quân đang nằm quay lưng với phần giường của mình. Cô liếc xéo bĩu môi, rồi bước tới chính thức dùng tuyệt chiêu cuối cùng để dỗ ngọt anh chồng trẻ con. Triều Quân à? Người đàn ông vẫn im lặng, một mực không nhìn cô. Cô vòng tay ôm anh từ đằng sau, bàn tay thon gọn chạm vào chiếc áo phông rộng, rồi đến cơ ngực, rồi cơ bụng. Cô nhướng người, cắn lên vành tai của anh, sau đó thủ thỉ: em lấy cách này chuộc lỗi với anh có được không? Thấy anh không trả lời, cô lại rồi nụ hôn xuống cổ anh, tay chạm vào đôi môi của anh. Anh không có phản ứng gì thật à? Lục Triều Quân thật sự là không thể nào chịu nổi chiêu trò của con mèo nhỏ này. Anh quay người rồi chế trụ cô để cô nằm xuống giường. Lúc này đây anh mới nhìn rõ bộ dáng quyến rũ của vợ mình. Hôm nay em còn dám ăn mặc như thế này sao? Chẳng phải em làm vậy để chuộc lỗi với anh à? Em nghĩ đây là cách chuộc lỗi tốt nhất à? Tất nhiên rồi. Vậy sau này mỗi lần cãi nhau, anh chỉ cần lôi em lên giường thì chúng ta đều có thể cùng nhau giải quyết, đúng không? Tưởng San khẽ cười, vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống hôn sâu. Hai người dây dưa chán chê rồi anh mới rời nụ hôn xuống đến bên dưới. Bộ cánh này làm anh càng mê mệt cơ thể của cô. Bà xã, sau này cứ mặc những bộ đồ như vậy đi ngủ nha. Em đã bị điên đâu mà làm theo lời anh. Cứ như vậy, cả hai người dây dưa trong màn đêm. Những câu em yêu anh yêu em cùng với âm thanh ái muội bủa vây trong căn phòng. Những giận hờn vu vơ dần dần tan biến, chỉ còn lại tình yêu và những khoảnh khắc hạnh phúc của hai con người. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tường San uể oải quay người sang ôm lấy người đàn ông. Khuôn mặt buồn ngủ do đêm qua phải làm việc đến tận 2 giờ sáng của cô làm cho anh buồn cười. Vòng tay ấm áp siết chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô trong lòng. Em cứ ngủ thêm đi, hôm nay là chủ nhật, không cần phải dậy sớm đâu. Em mỏi hết cả người rồi. Giọng cô như sắp khóc đến nơi, nằm trong lòng anh bắt đầu nũng nịu. Lục Triều Quân đặt lên trán cô một nụ hôn, bàn tay to lớn đưa xuống chiếc eo mệt mỏi của cô. Anh xin lỗi đã làm em mệt nha. Không sao, em yêu anh, một chút mệt mỏi có đáng là gì đâu. Anh cũng rất yêu em, Tưởng San. Cô khẽ cười, vùi mặt sâu trong lồng ngực của anh, rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Anh không ngủ thêm, nằm đó ngắm nhìn cô vợ xinh đẹp của mình, say sưa, ngon lành. Hai người rời giường là lúc 10 giờ trưa. Tắm rửa xong, anh lo lắng bế cô xuống nhà. Dù sao thì anh cũng không thể để vợ anh đói bụng. Tưởng San vì ngại nên trách mắng anh, nhưng anh nào có quan tâm đâu. Em ngồi yên đi, ngã xuống bây giờ đấy. Xung quanh nhiều người như vậy, anh bế em thế này em ngại lắm. Anh bế vợ anh chứ có bế người ngoài đâu mà ngại. Hay là anh cứ để em xuống đi. Đến bàn ăn anh sẽ để em xuống sau. Bàn ăn đơn giản, 2 món thịt, 1 món canh. Cô gật gù ăn ngon miệng khi được chồng cô cẩn thận bón cho từng muỗng. Anh cứ như vậy để cô dựa vào người của mình, một muỗng cho cô lại một muỗng cho mình. Cô quay sang nhìn dì Dai, suy nghĩ một chút thì lên tiếng: hôm nay cuối tuần dì cứ về với gia đình đi ạ. Không được đâu cô chủ, công việc của tôi còn rất nhiều. Hôm nay con ở nhà mà, tối nay cứ để con chuẩn bị bữa tối là được rồi. Nhưng mà tôi... Dì yên tâm, con sẽ nói Triều Quân không trừ lương của dì đâu. Lục Triều Quân đưa muỗng cơm vui vẻ bón cho cô, yêu thương hôn lên trán của cô, rồi mới đưa mắt về phía của dì Dai. Vợ tôi đã nói như vậy thì dì cứ về đi, để cô ấy làm chuyện cô ấy muốn làm. Dạ vâng, vậy cảm ơn cô chủ, cậu chủ. Tường San há miệng ra tiếp nhận miếng cơm ngon lành.
Buổi trưa trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn anh và cô để anh nằm gối đầu trên đùi của mình, tay vẫn đều đều vuốt mái tóc của anh. Đẹp đôi thật đấy. Chẳng là hai người đang cùng nhau xem phim. Lục Triều Quân khẽ cười, đưa mắt nhìn sang màn hình lớn. Có đẹp đôi hơn anh và em không? Dĩ nhiên là không bằng rồi. Đang vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tưởng Gian theo phản ứng tự nhiên của người vợ mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của chồng. Anh khẽ cười đưa điện thoại cho cô. Số điện thoại mẫu thân hiện ra làm cô cười trừ nghe máy. Con nghe đây ạ. Con dâu đó sao? Chiều nay qua nhà chơi cùng mẹ nha. Dạ vâng, vậy mẹ cho con dâu ké luôn buổi cơm tối nha. Mẹ chồng sẵn sàng. Thế nha, tối nay gặp bọn con sau. Dạ vâng. Cô tắt máy rồi đưa điện thoại cho anh. Lục Triều Quân cầm điện thoại đặt lên ngực của mình nhìn cô. Mẹ bảo chúng ta về nhà sao? Đúng vậy. Anh mỉm cười quay trở về với bộ phim giang dở. Buổi tối hôm đó anh và cô đến Lục gia. Cô thật sự là rất được nhà chồng cưng chiều. Vừa vào đến nhà đã đón nhận thật nhiều yêu thương. Ông nội Lục nhìn cô và anh khẽ cười. Tụi con có biết tại sao ta lại ép tụi con cưới nhau không? Cả anh và cô đưa mắt tròn nhìn nhau. Tưởng San nghĩ lại lời ba mẹ mình nói lúc cô cưới anh. Rồi sau này con sẽ biết lý do ba mẹ làm như vậy. Cô nhìn ông nội, nhận được ánh mắt mang đầy ý cười của ông nội Lục. Trước đây, ba mẹ con chính là người làm vườn cho căn biệt thự này. Hai người làm việc rất chăm chỉ, đến mức ta yêu thương ba mẹ con như con ruột của mình. Ngày mà mang thai con, ba mẹ con đã xin phép nghỉ việc. Họ cũng đã có được một số vốn nhỏ. Họ nghĩ là có thể trang trải cho cuộc sống sau này. Rồi cái ngày mẹ con sinh con cũng đã đến, cả nhà ông đến thăm con. Bà mẹ của Triều Quân thì vui mừng bế con trên tay như thể đón nhận đứa con của chính mình. Ta nhớ khi đó Triều Quân mới chỉ là đứa bé 4 tuổi đầy lém lỉnh. Nó nhìn con trong nôi rồi lại nhìn sang ta. Con có biết nó nói gì không? Lục Triều Quân chỉ tay vào mình, ý là mình đã nói gì sao? Tưởng Gian cũng lắc đầu vô tội. Làm sao mà cô có thể biết anh nói gì khi cô mới là một đứa trẻ mới chào đời? Nó nói, em bé này làm sao mà đáng yêu thế? Triệu Quân đưa mắt nhìn cô. Vậy là anh đã từng khen cô lúc nhỏ ư? Cô cũng rất bất ngờ, không ngờ hai người đã gặp nhau ngay khi cô vừa chào đời. Ông nội Lục tiếp tục nói. Sau đó, Triệu Quân nằng nặc đòi ông nội rằng lớn lên phải lấy con cho nó. Nhất định con phải là vợ của nó. Sau này, ba mẹ con đã đến vùng đất khác để sinh sống, làm hai gia đình mất liên lạc với nhau. Khi họ trở về đây thì cũng chẳng thông báo. Ngày ta biết ta đã rất giận, nhưng rồi cũng cảm thấy rất thương. Mà con biết đấy, Triệu Quân là đứa cháu vàng bạc của ta. Nó đã muốn gì thì ta nhất định sẽ cho nó. Lấy con là ý muốn của nó, không phải là của ta hay là của ba mẹ các con đâu. Cả Lục gia đều rất vui vẻ sau câu chuyện của ông nội Lục. Chỉ có cô và anh là đang chìm đắm, nhìn nhau chằm chằm không dứt. Lão quản gia già vì kính lễ nên đứng nghiêm một góc cúi đầu. Mời cả nhà vào bếp dùng bữa ạ. Ông nội Lục cười đến híp mắt, đợi con trai đỡ tay đứng dậy bước vào trong bếp. Phòng khách lúc này chỉ còn lại một mình anh và cô. Tưởng Gian cười cười trêu chọc. Đồ con nít đã mê gái đẹp rồi. Có mê thì cũng là mê em. Em nên cảm thấy hạnh phúc thay vì chọc ghẹo anh. Tưởng Gian tủm tỉm cười đi vào trong phòng bếp. Triệu Quân cũng lẽo đẽo đi theo đằng sau. Cả gia đình Lục gia quây quần bên bàn ăn. Bà Lục gắp miếng thịt vào trong chén của vợ, gật gù tán thưởng món ăn ngon. Nhớ ra điều gì đó, bà Lục đưa mắt nhìn con trai. Bà nghĩ con nên ra thông báo tuyển thư ký đi, Triệu Quân. Một mình con thì làm sao có thể làm hết mọi công việc. Hơn nữa, những việc nhỏ nhặt không nhất thiết phải đích thân con giải quyết đâu. Mẹ cũng nghĩ như vậy đấy. Mà Tường San đảm nhiệm vai trò này cũng rất tốt. Các con thử suy nghĩ một chút xem sao. Tường San nghe đến đây, xém chút nữa thì sặc cơm. Lục Triều Quân đưa tay vỗ vỗ lưng cô, giúp cô thoải mái. Đợi khi mà cô bình tĩnh, anh mới bĩu môi uất ức.
Con nói rồi mà ai đó không chịu đấy chứ. Đúng là chẳng thương người ta một chút nào. Con sao thế, Tưởng Gian? Dạ chỉ là con thấy con không phù hợp lắm với công việc thư ký mẹ ạ. Công việc bây giờ con đang làm, con rất yêu thích nó, con không muốn từ bỏ. Lục Triều Quân gắp thức ăn vào trong chén cho vợ. Dù sao thì anh cũng không muốn bắt ép cô làm gì. Nếu cô thích thì anh sẵn sàng ủng hộ. Cô vui, anh cũng vui. Vẫn là nên lên tiếng giải vây cho vợ cái đã. Ngày mai con sẽ ra thông báo. Vợ con không thích thì không cần phải ép đâu mẹ à. Ừ cũng được. Các con cứ liệu làm thế nào phù hợp là được. Sau bữa ăn, cả nhà trò chuyện thêm một chút, rồi anh và cô ra về. Lên đến phòng ngủ, Tường San nhanh chóng đi tắm rửa rồi bước ra giường. Cô bây giờ chỉ muốn đặt tấm lưng nhức mỏi lên giường để nghỉ ngơi thật là tốt. Lăn lê một chút để mà thư giãn gân cốt, cô vươn vai ngồi dậy chờ anh tắm đi ra. Tắm xong, anh vừa bước ra ngoài đã thấy cô ngồi khoanh chân trên giường nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình. Em làm gì thế? Tự dưng lại ngồi đó nhìn anh chằm chằm. Tưởng San đưa tay khoanh trước ngực, lắc lắc đầu rồi chép miệng, ngán ngẩm nhìn anh nói. Hóa ra anh u mê em từ hồi còn nhỏ cơ à? Anh thực sự là không còn một chút ký ức hay là một chút ấn tượng nào về chuyện đó. Thôi đi, mới có 4 tuổi mà bày đặt khen con gái nhà người ta đáng yêu cơ. Anh đúng là bị bệnh mê gái từ nhỏ rồi. Anh cũng không biết, mà cho dù ngày nhỏ anh khen em thật đi chăng nữa, mà bây giờ em lại chẳng có một chút đáng yêu nào. Ừ thì em không đáng yêu, cho nên mới có người 4 tuổi đã đòi cưới em. Em mà thật sự đáng yêu thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Người đàn ông thật sự là muốn đào lỗ, chôn đầu xuống đất. Tại sao anh có thể mất liêm sỉ trước cô từ sớm như vậy? Nằm xuống giường, anh trùm chăn kín lên đến tận đầu làm cô bật cười. Cô leo lên người anh, ôm chặt cục bông đáng yêu, vì thẹn quá mà che kín chăn. Thật sự là từ 4 tuổi anh đã thích em rồi sao? Lại còn khen em đáng yêu này khác. Có phải là quá u mê em rồi không, Lục Triều Quân? Anh nằm bên trong đúng là rất nhức đầu với cái miệng nhỏ cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói đó. Xem ra sở thích của cô chính là chọc ghẹo anh đến khóc thì mới thôi. Chịu hết nổi, anh mở chăn ra nhìn cô. Thế thì sao nào? Em... Còn chưa để cho anh nói xong câu, cô đã bất ngờ hôn lên đôi môi của anh, ôm chặt cơ thể. Cảm ơn anh, em yêu anh. Cuối cùng thì người đàn ông cũng đã nở ra nụ cười. Hóa ra anh thích cô sớm như vậy, muốn cô trở thành vợ của mình sớm như vậy. Cảm giác đặc biệt này anh đã có từ lâu rồi sao? Anh yêu thương ôm người con gái của mình vào trong lòng, thầm cảm ơn tất cả những gì trong quá khứ đã cho anh được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Sáng hôm sau, anh đến tập đoàn ra thông báo tuyển thư ký. Phòng của cố Tường San lại được một dịp bàn tán xôn xao. Chỉ mong rằng thư ký mới sẽ không giống Liễu Thanh trước đây. Họ thật sự là rất áp lực với cô thư ký miệng Phật tâm xà như Liễu Thanh. Tường San chỉ khẽ cười khi mà Lục Triều Quân luôn được tất cả nhân viên yêu thương và chú ý. Chỉ mong rằng lần này thư ký của anh sẽ là một người nghiêm túc và hết lòng trong công việc. Còn đang miên man với suy nghĩ thì nhận được thông báo của trưởng phòng rằng chủ tịch nhờ cô lên phòng lấy tài liệu. Tưởng Gian biết anh cố tình nhưng cũng không thể nào không đi. Vừa mở cửa phòng ra, cô lập tức tiến tới bàn anh rồi liếc xéo. Có phải chủ tịch nhà anh rất rảnh rỗi đúng không? Là người ta nhớ vợ quá thôi. Mới xa nhau có 1 tiếng thôi, ông tướng ạ. À. Lục Triều Quân đứng dậy ôm lấy cô, cúi người vùi sâu chóp mũi vào hõm cổ của cô, hít mùi hương cỏ quen thuộc. Anh mặc kệ đấy. 1 tiếng cũng đủ làm trái tim này nhớ em đến phát điên rồi. Trời đất ơi, từ bao giờ mà anh học được mấy câu xến xúa thế? Anh thật lòng mà. Cô buồn cười đánh nhẹ lên lưng của anh. Để anh ôm mình một lát, dù sao thì cô biết anh cũng đang rất mệt. Với cương vị chủ tịch, anh càng phải cố gắng hơn rất nhiều lần. Anh có mệt không, Triều Quân? Có chứ, anh mệt lắm. Ông xã, anh chỉ cần nhớ rằng những lúc anh mệt mỏi, em luôn luôn ở bên cạnh anh, là ngôi nhà, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh. Người đàn ông đứng dậy khẽ cười, cúi xuống hôn lên môi cô.
Dứt nụ hôn, anh lại yêu thương hôn lên trán cô. Bà xã, ở bên cạnh em chính là bình yên nhất. Tuyển chọn thư ký là một điều khiến cho Lục Triều Quân rất mệt mỏi. Anh thích làm việc một mình hơn là có người ở bên cạnh. Đúng hơn là mong muốn Cố Tưởng San có thể yên tâm về anh. Quá khứ kia chỉ sợ giống như vết sẹo dài và sâu. Hết đau rồi nhưng mà ký ức về nó vẫn không thể nào quên được. Anh một giây một khắc nhắc nhở bản thân mình không muốn có thêm bất kỳ điều gì xảy ra làm cho vợ anh bất an nữa. Cố Tưởng San thì lại khác. Ngày ngày cô nhìn thấy anh mệt mỏi, thực sự là không cam lòng. Chỉ muốn anh kiếm được một cô thư ký đủ tài, đủ tâm ở bên cạnh để chia sẻ bớt công việc. Đúng là chuyện quá khứ cô không thể nào quên được, nhưng bây giờ cô hoàn toàn tin tưởng vào anh rồi. Vì chuyện này mà cả hai người đã có vài lần lớn tiếng qua lại với nhau. Người đàn ông căng não giải thích, nhưng cô cũng lắc đầu bác bỏ. Cuối cùng anh đành bàn giao việc tuyển thư ký cho giám đốc nhân sự. Dù sao thì cũng chỉ cần tuyển người có năng lực cao là được rồi. Việc này anh lại rất tin tưởng bộ phận nhân sự của tập đoàn. Sáng hôm sau lên tập đoàn, anh gặp thư ký mới. Quả nhiên bộ phận nhân sự làm việc rất năng suất. Bàn giao vài công việc cho cô, rồi chỉ cho cô qua phòng kế bên cạnh làm việc. Nữ thư ký này vẻ ngoài xinh đẹp, mang đến cho người đối diện ánh nhìn rất thu hút. Bộ đồ mặc trên người rất chỉn chu, không màu mè, không hở hang, làm cho Lục Triều Quân hài lòng. Cô tên là gì? Dạ, tôi là Lily, thưa chủ tịch. Được rồi, thư ký Ly có thể về phòng rồi. Giải quyết những giấy tờ trước đó, sau đó lên gặp tôi để bàn bạc thêm. Dạ vâng, vậy tôi xin phép. Lily rời đi, anh cũng trở lại với công việc, nhìn đống tài liệu sổ sách trên bàn làm anh ngán ngẩm. Giải quyết xong xuôi đã là hơn 11 giờ. Lúc này đây, thấy bóng dáng bé nhỏ lén lút bước vào. Lục Triều Quân bật cười, ngắt nhẹ mũi của cô. Em làm cái gì mà thập thò như ăn trộm thế? Sao anh làm việc muộn thế? Em mua đồ ăn cho anh rồi đây này. Công việc nhiều quá, anh xin lỗi để em chờ lâu. Không sao, chồng em có vất vả cũng là để kiếm tiền nuôi em. Tưởng San ngồi xuống sofa, mở hai phần cơm vừa mua ra, đưa đũa gắp miếng thức ăn rồi để lên miệng của anh. Lục Triều Quân dĩ nhiên là vui vẻ, há miệng cho vợ chăm sóc. Vợ này, sao thế? Tối nay đi chơi cùng anh có được không? Công việc hôm nay mệt quá, chỉ muốn cuối ngày đi chơi cùng em cho khuây khỏa thôi. Chúng ta là đôi trẻ mới yêu nhau hay là cặp đôi mới cưới sao? Anh thật sự muốn quay lại ngày mới cưới, muốn cho em một ngày cưới trọn vẹn nhất, cùng em đi hưởng tuần trăng mật ở những nơi tuyệt vời nhất. Cô khẽ cười, gắp thức ăn liên tục bón cho anh. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, anh ôm lấy cô làm chỗ dựa mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Vậy tối nay em đi cùng anh chứ? Được rồi, em đồng ý. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tưởng San đưa tay cầm điện thoại của mình lên. Tên danh bạ hiện ra chữ Mạc Kiến Phong, làm cho Lục Triều Quân nhíu mày. Đưa tay định giật điện thoại từ cô thì đã bị cô đẩy ra. Sau khi bật máy, cô mở chế độ loa ngoài, không muốn anh ghen tuông rồi nghĩ chuyện không nên, nhưng vẫn luôn đề phòng anh giật điện thoại mà làm loạn. Em nghe đây. Cảm ơn em vì đã giúp anh có phần thanh xuân đáng nhớ, Tưởng San. Có lẽ anh thật sự nên buông tay rồi. Em và Triều Quân rất đẹp đôi, chúc phúc cho em và cậu ấy. Anh Kiến Phong, em xin lỗi nha. Em không có lỗi gì cả. Hôm nay anh gọi cho em là vì muốn chào tạm biệt em. Anh đi đâu sao? Anh sẽ qua Mỹ, sẽ gánh vác tập đoàn cùng với ba anh, cũng là để phát triển, thực hiện ước mơ của mình. Vậy sao? Vậy em chúc anh sẽ thật thành công. Mấy giờ anh bay để em tiễn anh nha? Cô nói đến đây thì lập tức cảm thấy dưới eo của mình đau nhói. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, liền bị anh trừng mắt lại. Ở bên kia đầu dây cũng khéo léo từ chối. Có lẽ Mạc Kiến Phong cũng lo rằng khi mà gặp cô thì anh sẽ không nỡ rời đi. Sau khi tắt máy, Tưởng San nổi nóng nhìn người đàn ông bên cạnh. Vừa nãy rõ ràng là anh liếc xéo cô. Ai cho em tiễn cậu ta chứ? Đi đi, đi càng sớm càng tốt. Ở đây chỉ tổ làm anh chướng mắt.
Cô thật sự là không biết nên nói gì với anh nữa, cuối cùng đành đứng dậy bỏ về phòng làm việc. Tối hôm đó, cả anh và cô đều mặc trên người những bộ đồ thể thao thoải mái, không còn giận hờn gì nữa, mười ngón tay đan vào nhau. Tưởng San hết chỉ cái này đến cái khác trên phố đêm. Chính vì vậy mà chiếc áo crop top ngắn của cô cứ liên tục lên lên xuống xuống. Lục Chỉ Quân bĩu môi ôm chặt eo cô, làm cô phì cười. Anh bị điên à? Không cho ai nhìn cơ thể của vợ anh. Cô lắc đầu không thèm quan tâm đến anh, tiếp tục chạy đi tìm những món ăn ngon lành bỏ vào trong bụng. Anh không vừa lòng nhìn cô. Em ăn ít thôi, nó không tốt cho sức khỏe của em đâu. Em biết rồi. Lúc này đây có một ánh mắt vẫn dõi theo anh và cô từ nãy đến giờ, chính là Liễu Thanh. Cô ta đứng trong một góc tối theo dõi từ đằng xa. Cô ta được gia thế của gia đình chuộc ra ngoài, nhưng mà không muốn đắc thắng vội. Cô ta muốn ngày anh gặp cô ta, anh phải bất ngờ, bởi vì Liễu Thanh chưa từ một ngày nào ngồi sau song sắt. Mộng ước làm Lục thiếu phu nhân trong lòng Liễu Thanh chưa bao giờ tắt đi, chỉ là ngày qua ngày lại càng thêm nhiều chấp chứa và mong muốn có cơ hội kéo Lục Triều Quân trở về bên cạnh mình. Anh nhất định phải là của tôi, Lục Triều Quân. Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua. Cô thư ký Lily làm rất tốt vai trò của mình. Lục Triều Quân vì vậy cũng không có ý kiến gì về cô thư ký này. Đối với anh thì thư ký có thể làm giúp mình những chuyện nhỏ bên ngoài là đủ rồi. Còn lại anh muốn tự mình làm những chuyện quan trọng. Không biết có phải là do tính cách đa nghi hay không, nhưng mà người đàn ông này lúc nào cũng cảm thấy an toàn, yên tâm khi mà tự mình giải quyết tất cả những tài liệu mật của tập đoàn. Hôm nay Lily đến tập đoàn từ sớm, lau dọn xong đồ đạc trong phòng của anh thì cô ta trở về phòng mình. Lục Triều Quân lên đến phòng liền kêu Lily pha cho mình ly cà phê nóng. Cô vâng dạ không dám trái lời, rồi xuống khu pha chế để pha cà phê. Lúc này đây Tưởng San cũng đi tới. Cô làm một ly sữa ấm bỏ vào trong bụng để buổi sáng có thêm năng lượng. Tưởng San không muốn để ý đến cô gái kia, nhưng Lily lại tỏ vẻ khó chịu với Tưởng San. Cô ở bộ phận nào thế? Tôi bộ phận sáng tạo. Cô có vấn đề gì muốn hỏi sao? Lily nở ra nụ cười, khoanh tay trước ngực, thái độ khinh bỉ nhìn Tưởng San rồi lại nhìn ly sữa ấm. Thấy thư ký của chủ tịch mà không một câu chào hỏi, có phải là quá thất lễ không? Cô là thư ký của chủ tịch sao? Xin lỗi, tôi thật sự không biết, thế nên có chút sơ suất, mong cô bỏ qua cho. Không biết ư? Nụ cười thật đấy. Một nhân viên quen như cô thì đáng lý ra gặp ai cũng phải chào hỏi chứ. Tưởng San nhíu mày trước sự ngông cuồng của cô gái này. Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt đanh thép nhìn Lily, nhưng miệng thì nở ra nụ cười đầy tính xã giao. Cô là ai đi nữa thì tôi cũng không quan tâm, nhưng mà nếu đã là thư ký của chủ tịch thì tôi nghĩ rằng cô nên xem lại lời nói của mình. Sẽ ra sao nếu người khác biết thư ký của tập đoàn lớn như thế này lại ngang ngược trợ búa, tỏ ra thiếu học thức như thế chứ? Mày nói ai là người thiếu học thức? Mày nói ai trợ búa? Có tin là tao sẽ cho mày mất việc không? Được, mời cô. Lily giận tím mặt trước thái độ bình thản của cố Tưởng San. Cô ta hét lớn một tiếng, làm cho nhân viên cũng bu tới xung quanh. Tưởng San thật sự cảm thấy cô ta phiền phức, cô không thèm quan tâm nữa, thẳng thừng quay người muốn rời đi. Có điều Lily lại khó dễ nắm chặt ly nước lạnh trong tay mà hất thẳng về phía cố Tưởng San. Một vòng tay siết chặt lấy cơ thể của Tưởng San, là Lục Triều Quân xuất hiện. Anh đã lãnh chọn ly nước lạnh, làm cho Lily hoảng hốt. Chủ tịch, sao anh lại ở đây? Anh không quan tâm đến cô ta mà cúi xuống lo lắng cho Tưởng San. Đảm bảo cô không sao thì anh mới ngước lên nhìn Lily. Cô vừa làm cái gì thế? Chủ tịch, là do cô ta khinh thường, không thèm chào hỏi tôi. Mới như vậy mà cô đã hắt nước lên người của người khác sao? Tôi... Nhưng mà cô ta cũng chỉ là nhân viên quèn. Tại sao chủ tịch lại bảo vệ cô ta mà la mắng tôi? Lục Triều Quân định nói gì đó thì đã bị Tường San kéo tay áo giật nhẹ. Cô khẽ lắc đầu khiến anh thở hắt ra, bước rời khỏi chỗ đó. Anh muốn nói Tường San chính là vợ anh, muốn đường đường chính chính bảo vệ cho cô,
Vậy mà không hiểu sao cô lúc nào cũng chối bỏ danh phận của mình. Ban nãy thấy tin nhắn của cô nói rằng muốn uống sữa ấm, anh định xuống làm cho cô thì lại nhìn thấy cảnh tượng này làm anh vô cùng khó chịu. Buổi tối hôm đó, Tường San biết anh giận nên đi đến rũ ngọt ở trên giường, bàn tay chạm đến khuôn ngực của người đàn ông, giọng nói ngọt ngào vang lên. Ông xã, đừng giận em mà. Chúng ta mây mưa một chút, coi như là sự đền bù của em dành cho anh, có được không? Hôm nay anh mệt rồi, để khi khác đi. Thôi được rồi, mà anh định giận em mãi đấy à? Anh không trả lời, chỉ nắm tay cô, buông ra khỏi người mình. Tường San chạy tới trước mặt anh, làm mặt cún con. Anh đừng giận em nữa, đêm nay anh muốn thế nào cũng được. Lục Triều Quân nhíu mày, anh thực sự là đang rất tức giận. Cô như vậy lại càng khiến cho anh nổi nóng hơn, nhìn cô quát. Em nghĩ cứ cãi nhau thì chỉ cần đem giải quyết ở trên giường là xong sao? Trong tất cả mọi chuyện, chỉ cần em cảm thấy sai là lại làm chuyện này để giải quyết. Em định bán thân cho anh à? Cô cúi gằm mặt xuống, nhìn tay mình, điệu bộ đáng thương của cô cũng không khiến cho anh trở nên nguôi giận. Anh hít một hơi thật sâu nhìn cô. Em là vợ anh, chứ không phải là tình nhân của anh. Mà cứ phải như vậy để chúng ta giải quyết hiểu lầm. Tại sao? Anh không xứng đáng để em nói với tất cả mọi người rằng anh là chồng của em à? Hay em cảm thấy danh phận Lục thiếu phu nhân là không cần thiết với em, Cố Tưởng San. Cô giữ im lặng làm anh thật sự cảm thấy mệt mỏi. Nhìn cô một lúc thở mạnh ra, anh đứng dậy bỏ lại cô câu nói rồi cũng mặc kệ cô. Anh qua phòng khác ngủ đây, em ngủ một mình đi. Vừa nói dứt câu thì cô gái nhỏ nước mắt đã chảy ra. Anh nhíu mày nhìn bờ vai run rẩy vì khóc của cô, mà lòng đang nóng giận hừng hực cũng phải hạ hỏa. Cô bất ngờ bù lu bù loa. Anh không còn thương em nữa rồi, anh mắng em, anh không yêu em nữa. Rõ ràng em không có ý đó. Người đàn ông bất lực ngồi xuống giường ôm cô vợ nhỏ vào trong lòng. Đúng là không dùng chiêu này sẽ bày chiêu khác. Anh không nguôi giận, có lỗi với lương tâm quá rồi. Em là trẻ con sao, Tường San? Anh chỉ mới quát em có vài tiếng, em đã khóc lóc rồi. Em không có như vậy. Em thực sự muốn cả thế giới này biết em là vợ anh, nhưng em không muốn mọi người đối xử đặc biệt với em. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Anh đứng dậy kiếm khăn bông, lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt vì hối lỗi của cô. Anh thở dài ôm cô vào trong lòng. Đồ ngốc nhà em, ngoài việc lên giường còn có bao nhiêu mưu mô để anh không giận em đây? Em không hề mưu mô, em chỉ làm theo bản năng thôi mà. Cô rúc đầu vào trong lồng ngực anh, dụi dụi khuôn mặt lên ngực áo, làm anh phì cười, xoa xoa mái tóc mềm mượt. Rồi yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn. Cúi xuống thấy cô chăm chăm nhìn mình thì bật cười. Sao thế? Em yêu anh, Triều Quân. Em chỉ muốn nói như vậy thôi. Lục Triều Quân đúng là hết cách với cô rồi. Tìm đến môi cô, sau đó thì chìm sâu vào trong nụ hôn ngọt ngào. Anh để cô nằm xuống giường, ôm gọn cô trong vòng tay. Sau này bất kỳ việc gì, anh đều muốn em thẳng thắn nói chuyện với anh. Là lỗi của em hay lỗi của anh, chúng ta đều phải nhìn nhận, không được mang chiêu trò làm hạ cơn giận của anh. Em biết rồi mà. Anh khẽ cười, cúi xuống tiếp tục hôn lên môi của cô. Hai người nằm ôm nhau đến khi mà dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Tình yêu là như vậy, nhanh giận mà cũng nhanh quên. Có giận hờn, cãi vã, nhưng vẫn luôn luôn dành thật nhiều yêu thương dành cho đối phương. Sáng hôm sau, Lục Triều Quân muốn đưa ra quyết định đuổi Lily, nhưng mà Tường San lại ngăn cản. Dù sao thì cũng là do cô không chào hỏi Lily trước. Cái chức vụ bé nhỏ lại không chào hỏi cấp trên là lỗi của cô. Được rồi mà, Triều Quân, dù sao chuyện này cũng là lỗi của em. Em như vậy đúng là... Được rồi, em nghĩ anh nên cho cô ấy một cơ hội đi. Anh không nói nổi em rồi. Anh bất lực trong việc bảo vệ cô. Lời nói của cô nói ra anh cũng không dám cãi lại. Nhà thì chẳng phải nên có nóc sao? Nóc nhà nói không, anh làm sao dám nói có? Tấm lòng lương thiện luôn bị cái ác bao vây. Nếu cô thương xót cho Lily, không muốn cô ta bị mất việc, thì cô ta lại càng tự cao tự đại, nghĩ rằng mình được chủ tịch trọng dụng và bảo vệ, nghĩ rằng bản thân mình có tài năng nên mới không bị đuổi.
Cũng chẳng ai trách móc cô ta về chuyện lần đó. Cũng chính vì như vậy mà Lily lại càng hiên ngang, hống hách trong tập đoàn. Tường San từ nhà vệ sinh bước ra, lại chẳng may đụng phải Lily. Cô ta liếc ngang liếc dọc, rồi nhìn từ trên xuống dưới, nhếch mép, khoanh tay nhìn Tường San. Đúng là oan gia ngõ hẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tường San coi lời nói cô ta như cơn gió thổi qua tai, chỉ cúi đầu chào hỏi cho đúng phép tắc, rồi lại lướt ngang qua. Lily đưa tay kéo tóc của Tường San ra đằng sau, hài lòng mới lên giọng. Mày định đi đâu? Ai cho mày đi? Cô bị điên à? Buông tôi ra. Tao không buông đấy thì làm sao nào? Giằng co một chút thì cô ta đẩy Tường San vào cạnh cửa nhà vệ sinh. Tấm thép của cánh cửa bật bung ra, cứa vào tay cô một đường, làm cô ôm chặt cánh tay. Và nhân viên chạy vào, thấy Tường San thì hoảng hốt lại đỡ. Tường San, em có làm sao không? Nhân viên phòng sáng tạo càng ngày càng kéo đến ồn ồn trước khu vực nhà vệ sinh. Bọn họ không ngần ngại đến trước vụ mà chỉ tay vào mặt của thư ký Lily quát lớn. Này, cô bị điên à? Tường San làm cái gì cô mà cô lại như thế? Còn không để cho cô ta lên tiếng, bọn họ lao vào đánh Lily liên tục, làm cho cô ta la hét thất thanh ở trong nhà vệ sinh. May mà nhờ có Tường San ngăn cản, hơn nữa ai cũng lo lắng cho Tường San nên nhanh chóng đưa cô về phòng làm việc. Đi ngang qua thư ký Ly còn không quên đưa ra lời cảnh cáo. Đừng có mà đụng đến nhân viên phòng sáng tạo chúng tôi. Có là con chủ tịch hay vợ chủ tịch thì chúng tao cũng chơi tất tay. Nhìn gì mà nhìn, tao sẽ chơi khô máu với mày ngay bây giờ đấy. Tường San nuốt ngụm nước bọt, vội vàng kéo mọi người rời đi. Không biết ai mới là kẻ bắt nạt ai nữa. Phòng sáng tạo này chính là vậy, sự đoàn kết của bọn họ không thể nào đùa được. Bọn họ không đấu đá, không tranh giành, tất cả đều hướng đến sự phát triển tốt đẹp cho tập đoàn. Vì vậy mà họ luôn luôn yêu thương, động viên lẫn nhau trong công việc và cả những việc riêng tư như thế này. Nếu có chuyện gì xảy ra với bất kỳ ai trong số nhân viên của phòng sáng tạo, họ sẵn sàng chinh chiến. Cô thư ký Lily bực bội dậm chân, chỉnh sửa trang phục rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Tin tức này đã nhanh chóng đến tai của Lục Triều Quân. Anh cắn chặt răng chạy xuống phòng để tìm Tường San. Tường San được mọi người đưa về phòng rồi, để cô ngồi trên sofa phòng tiếp khách. Trưởng phòng nhanh chóng chạy lên ban y tế để tìm thuốc sát khuẩn cùng với thuốc đỏ cho cô. Xung quanh quá nhiều người lo lắng, làm Tường San vui vẻ cười nói. Dù sao thì vết thương cũng không quá sâu, nhưng thấy mọi người yêu thương mình như vậy, ai mà không hạnh phúc cơ chứ. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị mở ra một cách đầy mạnh bạo. Ai nấy đều hoảng hốt đứng dậy, cúi đầu chào chủ tịch Lục Triều Quân. Người đàn ông không quan tâm, bước về phía của Tường San, nhìn vết thương ở cánh tay. Cô lo lắng đứng dậy. Chào chủ tịch. Anh không trả lời, đợi khi mà trưởng phòng trở về, liền đưa tay lấy thuốc từ tay của người trưởng phòng. Tường San ngồi xuống sofa, khó xử nhìn Lục Triều Quân. Nhưng mà anh giờ phút này làm gì có quan tâm xem cô đang muốn gì, nghĩ gì. Anh chỉ biết quỳ một chân xuống dưới đất, đưa tay kéo tay cô về phía mình, rồi cẩn thận dùng oxy già sát khuẩn cho cô. Cô vì sót mà rụt tay lại, đã bị anh giữ chặt. Ánh mắt nghiêm khắc của người đàn ông làm cô không còn dám rụt tay thêm một lần nào nữa. Lục Triều Quân cẩn thận tra thuốc rồi băng vết thương cho cô. Tất cả hình ảnh này đều lọt vào trong tầm mắt của mọi người xung quanh. Ai cũng trợn tròn mắt nhìn nhau. Chủ tịch của bọn họ bỏ tất cả công việc đến đây là để băng bó vết thương cho một nhân viên nhỏ thôi sao? Băng bó xong, anh ngước mắt lên nhìn cô. Cố Tường San bây giờ chỉ còn biết cúi đầu không lên tiếng. Nghe thấy giọng nói đều đều của người đàn ông vang lên, không một chút nào gấp gáp. Em biết anh đang muốn gì chứ? Anh hỏi em, bây giờ em có muốn nhận danh phận của mình hay không? Chủ tịch. Cố Tường San. Anh hét lớn tên của cô làm cô giật bắn cả mình. Không chỉ có một mình Tường San mà cả mọi người trong phòng sáng tạo đều giật mình. Trong sự lớn tiếng đó, có đến 10 phần đều là cảm giác khó chịu của Lục Triều Quân. Tiếng chủ tịch thốt ra từ miệng của Cố Tường San khiến anh vô cùng mất kiên nhẫn. Đến giờ phút này rồi, anh muốn bảo vệ cô mà cũng chẳng có danh phận gì để bảo vệ.
Ngày hôm nay là một người, ngày mai là bao nhiêu người? Khi mà anh đây còn không dám làm cho cô bị đau, cho dù chỉ là vết sức nhỏ, vậy mà cô lại liên tục để người ta chèn ép, bắt nạt mình. Thôi được rồi, bỏ đi, anh về phòng đây. Ông xã, em xin lỗi. Lục Triều Quân chỉ vừa bước đi được hai bước đã nghe chất giọng hối lỗi vang lên từ đằng sau. Không gian trong phòng sáng tạo như lắng đọng, tất cả mọi người đều há hốc miệng vì câu nói của Cố Tường San. Lục Triều Quân khẽ cười rồi quay đầu trực tiếp bế bổng cô lên, không quan tâm đến mọi người trong phòng, cứ như vậy mà rời đi. Anh định đưa em đi đâu chứ? Anh sẽ chăm sóc cho em. Cô bị anh bế trên tay, xấu hổ vùi mặt vào trong lồng ngực rắn chắc. Lục Triều Quân có chút buồn cười nhưng rồi cũng nhanh chóng đưa cô lên phòng. Em giấu mặt như vậy thì ai biết em là phu nhân của anh nào? Nhưng mà em xấu hổ lắm, em không quen. Anh thả em xuống đi, em tự đi cũng được mà. Em ngồi yên đi, để anh bế. Người đàn ông nhếch môi, đợi khi mà thang máy mở cửa thì bước vào. Bất ngờ lúc này lại gặp thư ký Lily. Cô ta ngơ ngác nhìn Tường San đang ở trên tay của chủ tịch. Chủ tịch, sao anh lại bế cô ta? Cô có quyền cấm tôi bế vợ tôi sao? Hay là tôi cần phải hỏi ý kiến của cô về chuyện này? Vợ sao? Cô ta là vợ của chủ tịch ư? Phu nhân, tôi... 15 phút nữa, tôi muốn nhìn thấy đơn xin nghỉ việc từ cô. Không đúng thời gian thì tôi sẽ lập tức chủ động sa thải. Chủ tịch à, cái đó... Phu nhân à, phu nhân nghe tôi giải thích đã. Chuyện không phải như vậy đâu, tôi... Tưởng Gian thấy có chút thương tâm, nhưng bản thân lại giận lòng, cứng rắn. Cô mềm lòng chỉ là đang gây khó dễ cho công việc của chồng mình. Lục Triều Quân lạnh mặt bước ngang qua Lily, không cần nghe lời giải thích của cô ta mà tiến vào trong phòng của mình. Anh đặt Tường San trên sofa, giờ phút này mới có thể tỉ mỉ xem lại vết thương. Đôi mắt vừa thương vừa xót nhìn cô, trong mắt đã lưng tròng vài giọt nước mắt. Em có đau lắm không? Em không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Người đàn ông thở dài ngồi trên sofa, ánh mắt ấm áp xoáy sâu vào mắt cô. Cô khẽ cười nghiêng đầu, xem ra anh chồng của cô lại sắp bắt đầu nói những lời tình cảm ngọt ngào, xến xúa rồi đây. Anh sao thế, Triều Quân? Cho anh một danh phận đi, có được không, Tường San? Anh muốn ra mặt bảo vệ em, lo lắng cho em một cách công khai, chứ không phải là lúc nào cũng muốn gặp hay là yêu thương em đều phải lén lén lút lút. Anh yêu em và anh muốn cho cả thế giới này biết điều đó, càng nhiều người biết thì càng tốt. Không muốn tên đàn ông nào có thể tiếp cận em, càng không muốn người phụ nữ nào tiếp cận anh. Em biết là anh đang lo lắng cho em, cũng biết là anh giận em, nhưng mà em cũng biết sao? Em không muốn chúng ta cứ mãi cãi nhau vì vấn đề này, có được không? Ngày nào cũng cãi nhau với anh, em thật sự không muốn như vậy. Anh yêu thương hôn lên trán của cô. Tường San nhõng nhẽo rụi rụi vào cổ của anh. Môi cô chạm vào khiến tranh bật cười vì sự chiếm hữu của cô. Nghỉ ngơi một lát, cô đã quay trở về phòng làm việc. Vừa bước vào đã bị hỏi không thương tiếc, có những người còn dè dặt nhìn cô. Tường San, em thật sự là phu nhân của chủ tịch sao? Thực sự là cô không biết trả lời thế nào cho nó đúng nữa. Cô khẽ gật đầu nhìn mọi người bằng cặp mắt hối lỗi đầy chân thành. Em xin lỗi, đã giấu mọi người trong thời gian dài như vậy. Nhưng mà em chỉ muốn mọi người đối xử với em một cách bình đẳng thôi. Hãy coi em là một người đồng nghiệp thật sự. Em không muốn danh phận của mình ảnh hưởng đến tâm lý của đồng nghiệp. Chị đã nói rồi, Tường San à? Phu nhân chủ tịch phải là người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Em đúng là không phụ hình ảnh phu nhân trong lòng tụi chị. Tưởng San khẽ cười và nhân viên thì bĩu môi nhìn bà chị kia đang tỏ ra màu mè. Chẳng phải chị bảo chị sẽ là phu nhân chủ tịch sao? Cái gì mà nhổ hoa cướp chậu đó? Ai nói? Tưởng San chắc là không để bụng đâu, đúng không? Cô phỉ cười rồi lại tiếp tục quay trở về với công việc. Cô lấy trong túi xách ra chiếc nhẫn cưới, giờ đây cô không ngần ngại mà đeo nó vào. Vui vẻ nhìn nhẫn cưới trên tay, tìm điện thoại rồi chụp tay mình gửi cho Lục Triều Quân. Anh xem có đẹp không nào, ông xã?
Tay ai mà xấu thế? Anh muốn mất mạng có đúng không? Anh đùa thôi, đẹp lắm. Vợ yêu, anh yêu em nhất trên đời. Cô đặt điện thoại sang một bên, nhanh chóng quay trở về với công việc. Chiều hôm đó, anh và cô vui vẻ khoác tay nhau bước ra khỏi tập đoàn. Hai người không còn ngần ngại, chỉ muốn mỗi giây phút đều có thể lan tỏa tình cảm tốt đẹp đến mọi người xung quanh. Sáng hôm sau, anh và cô cùng đi chung trên một chiếc xe. Lục Triều Quân siết chặt bàn tay cô trong tay mình như sợ rằng cô sẽ đi lạc mất. Tưởng San nhìn anh bĩu môi. Anh đúng là đang làm quá đấy nhá. Tất nhiên phải làm quá rồi, bởi vì anh đang nắm giữ cả thế giới trong tay cơ mà. Đồ dẻo miệng đáng ghét. Những loa phát thanh chạy bằng cơm ở môi trường công sở chưa bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Mới đó thôi mà tin anh và cô là vợ chồng của nhau đã lan truyền trong cả tập đoàn. Giờ phút này đây, Tưởng San đi đâu cũng phải nhận những cái cúi đầu chào hỏi. Đôi khi cô đã nói rằng họ không cần phải làm như vậy đâu, vậy mà họ vẫn một mực không nghe lời. Dù sao thì danh phận cũng đã được xác nhận, họ làm sao có thể không chào hỏi phu nhân chủ tịch cao quý. Ở trong phòng của anh, cô cau mày bĩu môi vì những lời chào. Hơn ai hết, cô biết điều đó là những điều su nịnh. Em thấy bọn họ giả tạo thật đấy, chẳng có chút nào là thật lòng. Vậy phu nhân của anh không hài lòng sao? Cũng vui, tại vì ai cũng gọi em là phu nhân của anh. Anh phỉ cười, cúi xuống nâng cằm cô lên. Môi chạm môi làm Tường San tham lam, muốn hôn sâu hơn nữa. Hai người cứ dây dưa, không có hồi kết. Nụ hôn mãnh liệt đầy ngọt ngào dành cho đối phương. Người đàn ông sang hôm sau đã lập tức sa thải thư ký Lily. Anh bắt đầu làm việc mà không cần đến thư ký. Công việc càng ngày càng nhiều, anh cứ như vậy quan tâm công việc mà bỏ quên sức khỏe. Thậm chí đến ăn trưa cũng cần có Tưởng San mang lên tận phòng rồi nhắc nhở. Có hôm anh tăng ca đến tận đêm khuya, cô cũng chỉ biết ngồi nhà để mà chờ đợi anh trở về. Con người anh vì công việc như vậy, cô biết, nên cũng không ngăn cản anh. Hơn nữa tập đoàn dạo gần đây bắt đầu nhận các dự án mới. Một vài dự án còn đang nằm trên giấy tờ, một vài dự án đã đi vào triển khai. Cô có muốn ngăn cản cũng không được. Công việc nhiều là vậy, bận rộn là vậy. Nhưng mà Lục Triều Quân, một ông chồng ấm áp, vẫn không quên một ngày vô cùng đặc biệt đối với cả cô và anh. Nhìn tấm lịch trên bàn, khóe môi của Lục Triều Quân khẽ cong. Ngày mà cả hai người về chung một nhà, cùng nhau ăn trên một bàn, cùng nhau ngủ trên một cái giường. Những suy nghĩ dần dần vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà hòa hợp. Trong cuộc đời của anh, có lẽ đây là ngày tuyệt vời, ý nghĩa nhất. Nó làm cho anh thay đổi hoàn toàn. Anh biết cười nhiều hơn, biết quan tâm chăm sóc và biết rằng trên đời này còn nhiều thứ cần phải cố gắng. Quay trở về với công việc, Lục Triều Quân nhìn đống giấy tờ trên bàn một cách đầy mệt mỏi. Ngày mai anh muốn dành cả ngày dài cho Cố Tưởng San. Nhưng với lượng công việc chất thành núi, anh phải làm gì đây? Quyết định phải giải quyết gọn gàng trong ngày hôm nay. Anh cứ như vậy mà làm việc quên cả giờ giấc. Buổi tối trở về nhà, chỉ ăn qua loa rồi leo lên phòng làm việc. Tưởng San nhíu mày nằm trên giường, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm mà người đàn ông kia vẫn chưa về phòng. Cô đứng dậy, quyết định xuống bếp, pha cho anh ly sữa ấm, bỏ bụng đã. Cánh cửa phòng làm việc mở ra, nhìn người chồng vẫn đang hăng say làm việc, không biết trời trăng mây gió, làm cô thở dài. Cô đặt ly sữa lên bàn, đưa ánh mắt không vui nhìn anh. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Công việc ngày mai có thể giải quyết, cũng có làm sao đâu nào. Em cũng biết rồi đấy, dạo gần đây tập đoàn đang đi vào rất nhiều dự án. Anh đang cố gắng hết mình để chứng minh cho các cổ đông thấy anh không phải là người vô dụng. Anh đủ khả năng thay ba mình lãnh đạo tập đoàn. Nhưng anh cũng cần giữ gìn sức khỏe chứ. Anh biết thừa là không thể nào giải quyết sổ sách xong xuôi ngay lập tức mà. Anh hiểu mà, vợ yêu. Giải quyết xong vài sổ sách nữa, anh sẽ về phòng ngủ cùng với em. Vậy anh mau uống sữa đi, em về phòng đây. Anh khẽ cười, đưa tay cầm ly sữa, uống một ngụm cho hết sạch. Cô biết mình có nói gì hơn thì cũng không cản nổi tính tham công tiếc việc của người đàn ông này, nên cô trở về phòng trước. Nói là về phòng ngủ, nhưng thực ra cô có ngủ được đâu. Chỉ là về phòng để anh không bị quấy rầy, yên tâm giải quyết công việc
mà không cần lo lắng cho cô thôi. Nhìn giờ trên điện thoại, bất giác cô thở dài. Ngày mai là kỷ niệm ngày cưới, liệu anh có nhớ hay anh đã quên rồi? Nếu anh nhớ thì chắc chắn cô sẽ rất vui. Còn nếu như anh lỡ quên thì chắc chắn cô sẽ dựng lên lý do là bởi vì anh quá bận rộn với công việc. Cô cứ lăn qua lộn lại ở trên giường, thật sự là bất lực khi anh vẫn chưa về phòng. Đến khi nghe tiếng mở cửa, cô nhanh chóng nhắm mắt. Người đàn ông nhẹ nhàng bước vào. Đồng hồ lúc này đã điểm 3 giờ sáng. Anh chỉ sợ cô chưa chịu ngủ, nhìn cô ngủ ngon lành như vậy, anh đã nhẹ lòng. Khẽ chui vào chăn, anh siết chặt cô từ đằng sau, vào trong vòng tay ấm áp của mình, hôn lên tóc cô, tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng chỉ có thuộc về riêng cô. Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ nha, vợ yêu. Tưởng Gian khẽ mở mắt, khóe môi cong lên đầy hạnh phúc. Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tường Gian dậy từ sớm, nhìn thấy người đàn ông đang ngủ ngon lành, cô không nỡ gọi dậy. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô nhận được cuộc gọi của trưởng phòng Kim, báo rằng Lục Triều Quân đã cho phép cô nghỉ. Nhìn người đàn ông đang ngủ mê man, cô biết anh muốn dành cho cô một ngày kỷ niệm thật là vui vẻ. Chạy một cái, cô đã bay lên giường ôm chặt lấy anh. Anh cựa mình nhíu mày, đầy khó chịu làm cô khó hiểu. Ngồi dậy nghiêm túc trên giường, cô đưa tay lay lay người của chồng, nhưng mà nhận lại là những tiếng ư trong cổ họng. Tay cô đặt lên trán anh, cảm giác nóng hổi lan truyền đến tay làm cô lo lắng. Cô bước xuống giường, lấy chậu nước ấm rồi mang ra, đắp tấm khăn ướt lên trán của anh, thở dài. Anh đã thấy tác hại của việc bỏ quên sức khỏe chưa nào? Chỉ toàn làm em phải khóc thôi. Bước xuống bếp, cô muốn tự tay nấu cháo cho anh. Mở tủ lạnh, nhìn xung quanh một lượt, cô đắn đo một lát rồi hỏi dì Dai. Triều Quân sốt rồi, con có nên nấu cháo thịt bằm cho anh ấy không, dì Dai? Cậu chủ sốt rồi sao? Vậy thì nấu cháo trắng cho dễ tiêu. Cô cứ ra ngoài đi, để tôi nấu cho. Không cần đâu, dì cứ làm việc đi, tôi tự làm được rồi. Tưởng Gian nấu cháo cho anh mà không khỏi lo lắng. Cô cứ hết chạy lên lầu để xem tình hình của anh thế nào, rồi lại chạy xuống bếp xem nồi cháo. Bây giờ thì ngày kỷ niệm ngày cưới cũng chẳng còn quan trọng đối với cô nữa, sức khỏe của chồng cô mới là quan trọng nhất. Loay hoay một hồi thì cũng nấu xong nồi cháo nóng hổi. Cô múc ra tô thêm chút muối cho vừa ăn. Dì Dai bước vào nhìn tô cháo mà bật cười. Cậu chủ ăn cháo do cô nấu có khi lại khỏe ngay đấy ạ. Dì Dai lại chọc con rồi. Để tôi giã thêm chút hành bỏ vào cho giải cảm nha. Con không giỏi lắm trong mấy chuyện bếp lúc này, dì dạy con nha. Dì Dai là giúp việc lâu năm của Lục gia, được trọng dụng nên lúc nào cũng tận tâm tận lực hết mình. Kinh nghiệm sống của dì là không thể nào kể hết, cái gì cũng biết, chỉ cần nó tốt thì dì lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ hết mình cho Lục gia. Tô cháo trắng nóng hổi thêm chút hành thơm đến nước mũi, cô cẩn thận mang lên trên phòng. Cánh cửa phòng mở ra, Tường Gian thở dài khi mà chồng cô vẫn đang nằm lì, nắm chặt mắt ở trên giường. Cô bước từng bước về phía anh, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm lên trán. Cơn sốt vẫn chưa hạ xuống là bao nhiêu, cô bất lực đưa tay lay người anh dậy. Anh ăn chút cháo đi này. Anh ừ một cái rất mệt mỏi. Cô đỡ anh ngồi dậy, cẩn thận bón từng muỗng cháo cho anh. Lục Triều Quân mệt trong người, nhưng biết là cháo vợ nấu nên cũng cố gắng ăn cho hết tô cháo để cô không phiền lòng. Tường Gian sau khi mà thấy anh ăn xong thì mau chóng gọi bác sĩ đến thăm khám. Được báo rằng anh chỉ bị sốt thường thôi, cô cũng nhẹ lòng. Cả một ngày dài ngồi canh chừng xem anh đã giảm sốt hay chưa, rồi lại đi thay nước. Đến chiều, Lục Triều Quân cuối cùng cũng giảm sốt. Cô giống như chút được gánh nặng trong lòng. Nhìn anh nằm trên giường, cô nhớ đến hôm qua khi anh cật lực làm việc. Suy nghĩ một chút, cô đứng dậy đi tắm. Lúc trở ra, thấy anh tỉnh dậy, ngồi trên giường đọc sách. Anh dậy rồi đấy à? Em lấy nước cho anh nha. Em lại đây đi. Cô nhíu mày, nhưng cũng nghe lời anh bước tới. Lục Triều Quân nhìn cô, có chút tội lỗi dâng lên. Cất quyển sách trên bàn, anh lắp bắp. Anh xin lỗi. Sao tự dưng anh lại xin lỗi em? Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ nha. Cô giống như hiểu ra vấn đề thì bật cười. Cô nhướng người hôn chuột lên môi anh.
sau đó khẽ lắc đầu, khuôn mặt không vui chút nào, nhìn thẳng vào mắt của chồng. Điều khiến em không vui đó chính là anh vì công việc bỏ quên sức khỏe của mình. Anh chỉ muốn dành cho em một ngày kỷ niệm cưới trọn vẹn, không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này, em xin lỗi. Cô lắc đầu tỏ ý không sao, rồi nhấn người hôn anh thêm một cái nữa, nhưng mà đã bị anh từ chối. Anh sẽ lây bệnh cho em mất. Cô đứng dậy bước đến tủ đầu giường, lấy ra một hộp quà đưa cho Lục Triều Quân. Quà cho anh này. Ông xã, kỷ niệm ngày cưới vui vẻ nha. Em tặng gì cho anh thế? Anh cứ mở ra tự xem đi. Hộp quà được anh nhận lấy rồi mở ra là một cặp áo đôi đầy cá tính và hai đôi giày thể thao năng động. Dĩ nhiên cô một đôi, anh một đôi. Lục Triều Quân khẽ cười. Em thích kiểu khoe cho cả thế giới biết anh là của em sao? Đúng vậy, em muốn ai cũng biết anh là chồng của em, người chồng tuyệt vời nhất. Ánh mắt yêu thương của người đàn ông nhìn xoáy sâu vào cô. Thật sự là bây giờ anh chỉ muốn ôm chặt cô, cuốn cô vào những nụ hôn, nhưng mà nghĩ tới sức khỏe của cô lại thôi. Em làm anh cảm động thật đấy, vợ à. Thế quà của em đâu rồi? Quà sao? Anh... Đừng nói với em là anh không chuẩn bị quà cho em nha. Không phải đâu. Thật ra là hôm nay anh muốn cùng em đi ăn. Anh đặt nhà hàng rồi, quà cũng để trong nhà hàng. Hay là bây giờ chúng ta đến đó đi, đợi anh thay đồ rồi chúng ta cùng đi. Này này, anh muốn ăn đấm có đúng không? Ngồi xuống đi. Anh nhìn cô chỉ tay xuống giường, làm gì có quyền chống đối, đành phải bất lực ngồi xuống, chớp mắt nhìn cô hối lỗi. Cô chép miệng thở dài. Anh định để công sức của em từ sáng đến giờ đổ sông đổ biển có đúng không? Anh sốt cao như vậy mà còn muốn ra ngoài à? Tại vì anh ngốc thật đấy. Không để cho Lục Triều Quân phản ứng, cô tiến tới áp hai tay lên má anh rồi hôn rất sâu. Ban đầu anh còn chống cự đẩy cô ra, nhưng mà càng về sau lại không muốn chống cự nữa, cùng cô dây dưa không hồi kết. Nụ hôn kết thúc, cô đặt trán mình lên trán anh, ánh mắt vui vẻ mà nói. Món quà này không phải là ngọt ngào nhất rồi sao? Em ngốc thật đấy, lỡ như em bị lây bệnh thì phải làm sao đây? Thế là anh không biết rồi. Trong người em có con virus gọi là yêu anh quá, nó sẽ kháng lại virus cảm cúm của anh luôn. Người đàn ông phì cười trước câu trả lời ngây ngô của cô. Nhìn anh thêm một chút, cô đắn đo lên tiếng. Em nghĩ anh nên tuyển thư ký để phụ giúp anh trong công việc. Không cần đâu, anh tự làm cũng được. Cảm giác anh không còn tin tưởng thư ký nữa. Em đã kiếm được cho anh một cô thư ký rồi. Cô ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang, đáng yêu nữa. Anh không quan tâm đâu, anh sẽ tự giải quyết. Để em gửi hình cô ấy qua điện thoại cho anh nha. Tưởng San đưa tay đến tủ đầu giường lấy điện thoại. Người đàn ông cau mày. Em đưa anh xem luôn không được sao? Lại còn phải màu mè gửi qua cho anh để làm gì? Mà anh đã nói anh không tuyển thư ký rồi mà. Cô ta trông có thế nào anh cũng không quan tâm. Tưởng San không trả lời mà gửi cho anh vài tấm hình. Có tiếng báo tin nhắn vang lên, anh định không xem, nhưng mà nhìn ánh mắt đầy kiên định của cô, anh đưa tay tìm điện thoại. Mở tin nhắn ra, anh mở to mắt, nhìn tấm hình rồi lại nhìn sang vợ. Cô ấy đẹp như vậy sao? Được rồi, thế thì anh sẽ tuyển. Không phải anh nói anh không cần thư ký à? Tuyển, lần này anh phải tuyển. Thật sự là rất xinh đẹp, giỏi giang, đáng yêu. Người đàn ông vừa nhìn tấm hình đã thay đổi thái độ ngay lập tức, làm cho Tường San buồn cười. Không buông tha cho anh, cô kiên định chọc ghẹo. Không được, anh đã nói là không tuyển thư ký rồi cơ mà. Em không muốn làm khó anh đâu. Em thấy anh cực khổ đến đổ bệnh mà em không thương anh sao? Nhưng mà như vậy sẽ vi phạm nguyên tắc làm việc của anh mất. Làm gì có nguyên tắc gì. Anh đây thấy cô gái đó vừa xinh đẹp lại tài giỏi, rất phù hợp cho vị trí thư ký. Tường San bật cười liếc xéo anh, ngã vào trong lòng anh nhắm mắt. Lục Triều Quân sợ cô sẽ lây bệnh, nhưng mà cô nào có quan tâm, ôm chặt anh khư khư không chịu buông ra. Em sẽ lây bệnh từ anh đấy. Em sẽ không lây được đâu. Hơn nữa không ôm anh thì em không ngủ nổi. Em đang nhõng nhẽo đấy à? Em nói thật mà.
Anh khẽ cười, vòng tay siết chặt lấy cô hơn. Vợ anh lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, anh sắp chết chìm trong bể mật rồi. Hai người ôm nhau dần dần chìm sâu trong giấc ngủ bình yên. Sáng hôm sau, Tường San đến tập đoàn với vai trò hoàn toàn mới. Cô cũng không nghĩ anh lại nhanh chóng sắp xếp mình lên vị trí thư ký chỉ trong có một đêm. Bước vào trong phòng làm việc, cô soạn giấy tờ vào thùng làm mọi người đầy tiếc nuối. Tường San, em sẽ làm thư ký chủ tịch thật đấy à? Vâng, em xin lỗi mọi người. Sau này có dịp thì chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau sau nha. Tường San, trong tim của bọn chị, em mãi mãi là thành viên của phòng sáng tạo. Em hiểu mà. Hơn nữa, em vẫn làm việc trong tập đoàn, chứ có đi đâu xa đâu. Ừ, dù sao thì trong tim chủ tịch, em vẫn là bảo bối độc tôn. So với trong tim tụi chị, thì vị trí kia vẫn cao hơn mà, đúng không? Cố Tường San đỏ mặt cúi đầu. Sửa soạn xong giấy tờ thì cô chào tạm biệt mọi người. Bước chân ra khỏi thang máy, cô tiến về phòng thư ký, nhưng mà nó đã bị khóa cửa. Cô đành phải bước qua phòng anh, hỏi chìa khóa để mở ra. Triệu Quân, chìa khóa phòng thư ký để đâu rồi? Anh không biết đâu. Sao lại không biết? Bây giờ phòng bị khóa rồi, ai là người giữ chìa khóa? Cái này anh cũng không biết. Anh cố nhớ xem là mình để đâu rồi. Anh không biết mà. Tưởng San đã tức giận rồi. Đồ trên tay cô thì đang rất nặng, anh thì cà chớn với cô. Người đàn ông mặt vẫn nhờn nhơ, không một chút nào quan tâm. Cô đặt thùng đồ xuống đất, chống nạnh thở dốc. Anh còn không mau gọi người đến mở khóa cho em đi. Mở làm gì chứ? Vậy anh có định để em làm việc không nào? Hóa ra là để làm việc sao? Vậy thì em làm việc ở đây luôn đi. Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào bộ bàn ghế ở gần bàn làm việc của mình. Tưởng San đã quá hiểu chồng mình là người thế nào, cô chép miệng không đồng ý. Người đàn ông nhún vai đứng dậy tiến về phía của cô, vòng tay ôm trọn cơ thể bé nhỏ từ đằng sau, cúi người cọ cọ chóp mũi lên cổ mịn màng, giọng nói ấm áp đầy ôn nhu. Bà xã, tặng em này. Ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô lúc này là sợi dây chuyền làm bằng bạch kim. Mặt dây chuyền là một vầng trăng nhỏ được tỉ mỉ đính lên những hạt kim cương lấp lánh. Lục Triều Quân đeo vào cổ của cô rồi xoay người cô đối diện với mình. Đẹp thật đấy. Cảm ơn anh, ông xã. Anh yêu thương ôm cô vào trong lòng để cô có thể ỉ lại cả cơ thể bé nhỏ vào cơ thể to lớn ấm áp của anh. Sáng nay anh đã tranh thủ đến nhà hàng kia mang món quà kỷ niệm ngày cưới về tặng cho cô. Trải qua tất cả mới biết, cho dù là một ngày bình thường hay là một ngày đặc biệt, chẳng cần những món quà to tát hay khoảng thời gian dài dành cho nhau, chỉ cần đối phương ở đó còn yêu mình, còn quan tâm đến mình, thì chỉ một giây thôi cũng đủ ấm áp trong cõi lòng. Tường San cuối cùng cũng chịu ngồi vào trong bàn làm việc. Chìa khóa thì anh đang giữ, mà anh thì làm gì có chuyện cho cô qua phòng khác làm việc cơ chứ. Cuối cùng vẫn là kế hoạch của Lục Tổng lúc nào cũng thành công. Vừa ngồi vào bàn, đã có điện thoại vang lên tiếng chuông. Cô bước tới, nhìn màn hình, không khỏi nhíu mày khi mà cái tên Nhất Văn hiện ra. Lục Triều Quân nuốt nước bọt nhìn cô, đưa tay định nghe máy, thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên bên cạnh. Mở loa ngoài đi. Anh cười gượng rồi mở loa ngoài. Giọng nói vui vẻ ở bên kia vang lên mà không hề biết rằng bạn mình sắp có bão táp mưa xa trở sẵn. Bạn Hiền, tôi vừa hoàn thành một cuộc phẫu thuật đại thành công. Thấy bác sĩ Cao tôi thế nào? Chúc mừng cậu nhé. Nhưng mà tối nay tôi bận rồi. Lục Triều Quân chỉ sợ bạn của mình rủ rê nhậu nhẹt. Tưởng San sẽ quát cho cậu ta một trận nên thân. Dù sao thì anh cũng không muốn làm tổn thương trái tim yếu đuối của người bạn tốt bụng. Cái gì? Bận gì mà bận. Tối nay đi nhậu đi, coi như là chúc mừng tôi. Nhưng mà cái này... Tưởng San đã giật mạnh điện thoại, làm cho anh bàng hoàng. Cao Nhất Văn, anh lại còn dám rủ chồng em đi nhậu sao? Tưởng San đấy à? Anh có rủ đâu? Anh không rủ ư? Anh có biết tác hại của bia rượu là gì không? Một bác sĩ giỏi như anh mà lại rủ người ta đi uống rượu à? Được rồi, chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân, tôi tới ngay. Tường San à, anh bận rồi, không nhậu nhẹt gì hết.
Sau khi tắt máy, cô quay sang nhìn anh. Lục Triều Quân bày ra bộ mặt vô tội nhìn cô. Anh đã đồng ý đâu nào? Hơn nữa nó rủ, chứ anh đã đi đâu? Anh cứ thử bước chân ra khỏi nhà xem. Dạo gần đây, Tường San cứ cảm giác trong người cồn cào, lúc nào cũng cảm giác khó chịu và mệt mỏi. Dù không khỏe, nhưng cô vẫn chăm chỉ, ngày ngày đi làm, không than vãn bất kỳ câu nào với Lục Triều Quân. Tính cách của người đàn ông này thế nào cô biết rõ, chỉ sợ anh biết cô mệt, sẽ làm quá lên, đến mức khiến cho cô ngột ngạt. Đến giờ ăn trưa, cô vẫn ngẩn ngơ, mệt mỏi. Người đàn ông nhìn đồng hồ, xót vợ nên đứng dậy đi về phía cô. Vòng tay rắn chắc ôm lấy cô từ sau lưng, hôn nhẹ lên má cô đầy yêu thương. Chúng ta đi ăn thôi, bà xã. Vâng. Hai người đến nhà hàng gần đó. Anh gọi toàn những món mà cô yêu thích, nhưng cô không thể nào ăn nổi. Cảm giác đều rất chán ghét mọi thứ, không thể nhồi nhét thêm bất kỳ thứ gì vào dạ dày. Mặc dù sáng nay cô chỉ uống duy nhất ly sữa ấm và đi làm. Sợ anh lo lắng nên cô đành ăn vài đũa cho có lệ, ăn rất qua loa. Lục Triều Quân không hài lòng, gắp hết miếng này đến miếng khác cho cô. Em phải ăn nhiều một chút. Cuối cùng thì vẫn phải cố gắng ăn hết những gì mà anh gắp. Nhiều lần cô ợ lên muốn nôn hết ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng uống nước để giữ lấy thức ăn ở trong bụng. Trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tưởng chừng có thể ăn ngon một bữa cơm để bù đắp sự ngán ngẩm buổi trưa không ngon miệng. Nhưng không, cô nhìn cái gì cũng ngán, chỉ cảm nhận được sự chướng ở trong cổ họng. Lục Triều Quân tiếp tục chăm sóc cho vợ, gắp hết cái này đến cái kia cho cô, nhưng mãi không thấy cô ăn. Anh nhíu mày nhìn cô đầy lo lắng. Tại sao em lại không ăn chứ? Em thấy khó chịu lắm, chẳng muốn ăn. Tưởng Gian không giấu được nữa, cô còn cho thêm thức ăn vào trong miệng thì lập tức sẽ nôn ra cho mà xem. Khó chịu sao? Em bị làm sao thế? Hay là anh gọi bác sĩ đến để kiểm tra? Thôi thôi, không cần đâu. Em lên phòng nghỉ trước đây. Lát nữa anh pha cho em ly sữa ấm là được rồi. Ừ, để anh đưa em lên. Anh cứ ăn đi, anh còn chưa ăn được cái gì cơ mà. Cô nói xong thì tự mình bước lên lầu, mệt mỏi liền nhắm mắt vào mà ngủ trong giấc ngủ say. Tuy chẳng sâu giấc, nhưng bên tai cô lại vang lên tiếng trẻ con đang cười cười nói nói. Cô nhíu mày mở mắt, tự dưng cô lại nghĩ ra một điều gì đó. Lập tức ngồi bật dậy tìm điện thoại, rồi đưa tay ấn vào trong lịch. Đôi mắt bất giác đảo điên, không biết vì lý do gì mà cô đặt tay lên bụng mình. Không phải chứ? Chắc là không phải đâu nhỉ? Có thể chỉ là mình bị đau dạ dày thôi. Kinh nguyệt muộn, chắc là do nội tiết tố rồi. Đúng lúc này có tiếng mở cửa vang lên. Lục Triều Quân bước vào, trên tay anh là một ly sữa ấm. Anh tiến gần đến giường rồi ngồi xuống đưa ly sữa cho cô. Nụ cười ấm áp, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Em sao còn chưa chịu nghỉ ngơi? Tại em đói quá. Đúng là em uống sữa đi. Anh xuống nhà làm gì đó cho em ăn nhé. Em muốn ăn trứng cơ. Chẳng phải bình thường em ghét trứng sao? Thôi được rồi, anh xuống chiên trứng cho em. Tưởng Sàn vui vẻ xuống dưới nhà cùng anh. Không hiểu sao hôm nay cô lại thèm trứng, mặc dù bình thường cô cảm giác nó không ngon. Ban nãy có thể ăn không ngon, nhưng bây giờ thì cô ăn rất ngon lành. Ăn uống xong xuôi, cô lại buồn ngủ, mí mắt chịu nặng nhìn anh muốn làm nũng. Anh phì cười bế bổng cô lên. Để anh đưa em lên lầu có chịu không nào? Vâng. Nằm xuống giường rồi, cô lại không muốn anh đi đâu nữa. Cô kéo anh nằm xuống cùng mình, ôm chặt lấy. Em muốn ôm anh ngủ cơ. Nhưng anh còn chưa đánh răng rửa mặt. Đúng nhỉ, em cũng chưa đánh răng rửa mặt. Hay là anh bế em đi đánh răng đi. Sao hôm nay em lại nhõng nhẽo đến mức này? Anh đưa tay ngắt nhẹ mũi cô. Cô chuồn mũi cười. Được anh bế vào trong nhà vệ sinh, cô ỉ lại cả cơ thể vào anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Vậy là anh hết đánh răng rồi lại rửa mặt và dưỡng da cho cô. Mặc dù bị cô ỉ lại, nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn rất vui vẻ làm tất cả mọi thứ cho cô. Ôm nhau ngủ trên giường là điều cả hai người hạnh phúc nhất, cứ vậy mà chìm trong những mộng mị tươi đẹp. Sáng hôm sau, Tường San báo mình mệt nên không muốn đến tập đoàn, chỉ muốn ngủ thôi.
mà anh sếp nào đó thì quá là cưng chiều cô thư ký. Nữ thư ký này vừa than mệt đã lập tức cho ở nhà. Thật ra thì cô cũng không phải là quá mệt gì, chỉ là muốn tự mình đến bệnh viện để thăm khám sức khỏe. Từ hôm qua đến giờ, cô cảm giác có gì đó không đúng đối với tâm sinh lý của bản thân. Đến bệnh viện, cô Tưởng San hít sâu một hơi vào trong phòng phụ sản. Kiểm tra một lát, cô bước ra ngoài. Trong lòng thầm mong cho những suy nghĩ của mình là đúng. Mời cô Cố Tường San. Dạ, tôi đây. Bước vào trong phòng, nữ bác sĩ nhìn cô khẽ cười, đưa cho cô một tập giấy kết quả. Chúc mừng cô nha, thai nhi được 5 tuần rồi. Tôi có thai thật sao? Đúng vậy. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Xem cô vui chưa kìa, là lần đầu làm mẹ sao? Dạ vâng. Chào bác sĩ ra về, cô không khỏi có những cảm xúc bâng khuâng khó tả. Hóa ra cảm xúc được làm mẹ là vui mừng như thế này sao? Cô lái xe đến tập đoàn, vui vẻ nhận lời chào từ nhân viên, rồi lên tầng cao nhất, bước vào trong phòng của anh. Cánh cửa phòng còn đang hé mở, cô định đẩy cửa bước vào, thì thấy ở sofa là một nam một nữ đang cuốn quýt hôn nhau. Đôi mắt của cô đỏ au, không dám tin vào mắt mình. Tầng hơi sương mỏng dâng lên khó kiểm soát, chảy xuống thành dòng. Giọt nước mắt chảy xuống cũng là lúc mà cô đẩy cửa mạnh tiến vào bên trong. Tường San không phải thể loại con gái yếu đuối, càng không phải kiểu người biết nhẫn nhịn hay là im lặng chịu đựng. Cánh cửa bật mở, cô chỉ tay về người đàn ông mà hét. Lục Triều Quân, anh đang làm cái quái gì thế? Không gian trong căn phòng như đọng lại. Tường San đứng đó nhìn hai con người bên trong. Tự dưng cơ thể lại không cử động được, đứng chôn chân ở đó, dương mắt nhìn một nam một nữ. Lúc này bên tai vang lên tiếng mở cửa một lần nữa, giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên từ đằng sau lưng, làm cô cả người càng thêm cứng đờ. Tường Gian, em làm gì ở đây thế này? Cô quay đầu nhìn người đàn ông ngoài cửa, rồi lại nhìn người đàn ông trên sofa. Khóe môi bắt đầu cười nhẹ, trở nên gượng gạo. Ông xã... Triệu Quân khẽ cười, tiến tới ôm lấy eo cô, kéo cô về phía sofa, ngồi xuống. Đưa mắt nhìn Cao Nhất Văn, đang ngơ ngơ ngác ngác, nhưng mà chẳng mấy quan tâm. Anh đưa cho cô ly nước, ngồi xuống bên cạnh, đầy lo lắng, lên tiếng hỏi. Sao em lại ở đây? Không phải em nói mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi sao? Em đến thăm anh, nhớ anh quá, cho nên mới như vậy. Cô cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí, làm anh lại càng thêm lo lắng hơn. Sợ cô mệt, anh đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán. Biểu cảm lo lắng của anh làm cho Cao Nhất Văn chép miệng đứng dậy. Tường San, đây là bạn gái của anh, cô ấy tên là Khả Nhi. Em chào chị, em là Cố Tường San. Chào em, nghe nói phu nhân của Lục gia vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, hôm nay mới có dịp được diện kiến. Dạ, em cũng bình thường thôi ạ. Khả Nhi khẽ cười, xua đi những gì ngượng ngạo ban nãy. Cao Nhất Văn dĩ nhiên không phải là người dễ buông tha. Anh ta mà bắt thóp được ai thì chỉ khiến cho người đó chui xuống tận địa ngục cũng không sao rửa hết được quê. Móc trong túi ra chiếc căn cước của mình, Nhất Văn kẹp tấm thẻ bằng hai ngón tay đưa ra trước mặt của Tường Gian. Tôi tên là Cao Nhất Văn, không phải Lục Triều Quân. Khuôn mặt đẹp trai trong căn cước này là tôi đấy. Tường San mặt đen lại, khẽ cười chữa gượng. Khả Nhi thì đánh trên vai của Cao Nhất Văn một cái, nhắc nhở anh ta thôi đùa giỡn. Đến đây thì Lục Triều Quân cũng hiểu ra chút gì đó, thở dài cúi xuống ghé vào tai của Tường San. Không phải là em thấy những gì không nên thấy rồi hiểu lầm anh đấy chứ? Cô đưa mắt nhìn chồng bằng khuôn mặt cuốn con, lắc đầu rồi lại gật đầu, làm anh phì cười xoa rối tóc cô. Cao Nhất Văn không buông tha, tiếp tục buông lời trêu gạo, mặc dù đã được Khả Nhi ngăn cản. Tường Gian, ban nãy tại sao em lại hét lớn tên của Lục Triều Quân khi mà thấy anh thế? Anh và cậu ta có giống nhau đâu, anh rõ ràng đẹp trai hơn chồng em cơ mà. Tường Gian đen mặt, hình như là cô im lặng quá rồi nên ông anh này hôm nay dám lợi dụng cô làm trò tiêu khiển nhỉ. Cô xắn tay áo lên, trực tiếp tiến tới, nắm tay của Cao Nhất Văn kéo xuống, làm anh ta la oai oái.
Hôm nay anh thật sự rất thèm đòn đấy, Cao Nhất Văn. Dám mang em ra làm trò mua vui cho anh à? Đau, đau lắm. Em giữ thể diện cho anh trước mặt bạn gái đi mà. Sao? Anh còn cần thể diện? Còn em thì không cần, đúng không? Ai cho phép anh làm chuyện này trong văn phòng làm việc của chồng em? Anh xin lỗi, tha cho anh đi mà. Lục Triều Quân nhìn khuôn mặt cầu cứu của bạn thân thì cười khẩy. Anh tiến tới nắm tay của vợ, ngăn cô đừng hành hung bạn thân duy nhất của mình nữa. Thôi được rồi, để cậu ta đi làm đi em. Tưởng San buông Nhất Văn ra rồi quay đầu cười nói với Khả Nhi. Dù sao thì cũng nên xây dựng tình cảm chị em tốt đẹp, để có gì còn có người bảo kê cô khỏi những trò vui ngớ ngẩn của Cao Nhất Văn. Em chỉ đùa thôi, chị đừng để ý nha. Ừ, không sao đâu. Nhật Văn chun mỏ ra vẻ oan ức, nhưng mà đổi lại là thái độ không mấy tốt đẹp của Khả Nhi. Hóa ra Khả Nhi chính là một bệnh nhân tốt số, được bác sĩ Cao tài giỏi cứu sống. Cái mạng gần như là thoi thóp, sắp mất mạng. Cả quá trình chăm sóc cho cô ấy, Nhật Văn đã nảy sinh ra thứ tình cảm đặc biệt. Để rồi hôm nay hai bọn họ đã đến bên nhau, một cặp đôi mới hạnh phúc và ngọt ngào. Khi mà Nhất Văn và Khả Nhi đã rời đi thì Lục Triều Quân cũng không còn cần giữ kẽ mà ôm chặt lấy vợ mình. Nói cho anh nghe, bà nãy em đã nhìn thấy gì? Em có nhìn thấy gì đâu. Cũng may em còn biết đường mà đi vào trong đấy. Nếu không thì anh mang tội tày trời với em rồi. Anh nghĩ em là ai chứ? Anh có ngon thì cứ ngoại tình sau lưng em xem. Em sẽ lấy chỗ nào thừa thãi trên người anh mang xuống. Em giữ như vậy sao? Chứ còn gì nữa. Nhưng mà mất rồi thì anh biết phục vụ em kiểu gì đây? Mất anh rồi thì em kiếm người khác. Lục Triều Quân siết chặt eo cô, vùi mặt sâu vào trong hõm cổ cô, sau đó cắn mạnh một cái, xem như lời đe dọa nếu cô dám tìm người khác giải tỏa tâm sinh lý. Chẳng hiểu tại sao cái cắn đe dọa đã dần dần trở thành những nụ hôn ngọt ngào. Đôi môi của anh chu du ở cổ cô rồi chuyển dần lên đôi môi. Chúng ta làm việc một chút nha. Thôi thôi, em còn mệt lắm, để khi khác đi. Nhớ đến em bé trong bụng, cô vội vàng ngăn cản. Vòng tay qua cổ khi mà thấy anh có vẻ giận dỗi, cô nhướng người hôn lên môi anh. Em có bất ngờ cho anh đấy, Triều Quân. Bất ngờ gì đấy? Là một điều bí mật. Lục Triều Quân có tò mò bao nhiêu thì cô cũng không trả lời. Làm việc mệt mỏi, bây giờ được ôm vợ, anh giống như được sạc đầy năng lượng tích cực. Mà em đỡ mệt chưa, bà xã? Em hết mệt rồi, anh đừng lo. Không lo làm sao được chứ? Anh hỏi em bị làm sao, em cũng không thèm nói cho anh biết. Em không sao đâu, em hết mệt thật rồi. Nhưng mà anh buông em ra, rồi còn đi làm việc đi. Anh chỉ muốn ôm vợ thôi. Anh ôm chặt cô không buông, cô bất lực để mặc cho anh. Dù sao thì cô cũng rất thích cảm giác được ngồi trong vòng tay của người đàn ông như thế này. Hơn một tiếng sau đó, anh mới có thể dứt khỏi cô để tiếp tục công việc của mình. Tưởng San bất lực nhìn anh. Anh đúng là đồ con nít. Kệ anh chứ, anh con nít cũng được, chỉ cần được ôm vợ là đủ rồi. Thôi được rồi, làm việc đi nào, ông tướng. Em sẽ ngồi đây chờ anh. Em ngủ chút đi, khi nào xong anh sẽ gọi em dậy. Cô gật đầu nằm xuống sofa. Anh mỉm cười, cởi áo vest đắp lên cho cô, rồi mới yên tâm trở về chỗ của mình làm việc. Cô hạnh phúc vô cùng, đưa tay đặt lên chiếc bụng nhỏ, khẽ mỉm cười và chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tối hôm đó, nằm trong vòng tay của Lục Triều Quân, cảm nhận sự ấm áp, hạnh phúc trong lòng. Anh chạm nhẹ vào cánh tay cô. Anh muốn Tưởng San. Nói xong câu, anh tìm đến đôi môi của cô mà chiếm lấy. Cô nương theo nụ hôn để anh quấy phá. Biết là cả hai người đã hơn một tuần rồi không ân ái làm anh khó chịu, cô không dám ngăn cản tiếp nữa. Ân ái qua đi, Lục Triều Quân thấy còn chưa đủ, định tiếp tục lần thứ hai thì đã bị cô ngăn cản. Đừng mà. Hôm nay em làm sao thế? Không có gì, chỉ là em... Sao chứ? Cô không biết nói thế nào, đành lấy trong hộp tủ tệp giấy kết quả sáng nay cô đến khám trong bệnh viện. Lục Triều Quân nhìn dòng chữ kết luận thì mắt sáng quắc lên. Em mang thai sao?
Vậy là anh được làm ba rồi sao? Tường San phì cười trước thái độ của ông bố trẻ, liền gật đầu liên tục. Anh bật dậy ôm lấy cô trong hạnh phúc vui vẻ. Cuối cùng thì anh được làm ba rồi. Anh được làm ba thật rồi. Cảm ơn em, bà xã. Cảm ơn gì chứ? Em cũng đâu thể nào tự mình có thai được. Cảm ơn em đã cho anh được làm chồng, làm cha, Tường San. Ngốc thật đấy, em yêu anh mà. Đêm đó, hai người vui vẻ cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ. Sắp tới lại có một ông chồng lụy vợ, lụy con đến quên cả bản thân mình. Tin tức Tường San mang thai nhanh chóng đến tai của Lục gia và Cố gia. Cả hai gia đình đều vui vẻ đón nhận tin vui. Ở tập đoàn, Lục Chiếu Quân cũng không còn một chút mặt mũi nào mà đi khoe khoang với các cổ đông rằng vợ mình đã có em bé. Tài năng lãnh đạo của anh làm cho tập đoàn cũng càng ngày càng vững mạnh. Các cổ đông vì thế mà tin tưởng hết mình với Lục Triều Quân. Bọn họ bây giờ không còn một chút bài xích nào mà thật tình chúc mừng cho vợ chồng Tường San và Triều Quân. Tại sảnh lớn Lục Thị liên tục vang lên những câu nói mang tính chất khoe khoang của vị chủ tịch trẻ. Vợ à, em đi từ từ thôi, em đang mang thai đấy. Cái này có nặng không để anh cầm cho? Lỡ con mệt thì biết làm sao nào. Vợ à, con có thèm gì không? Cô vừa tức vừa buồn cười. Anh đang cố tình khoe khoang mình lên trước làm ba đây mà. Các loại loa phát thanh chạy bằng cơm của tập đoàn cũng nhanh chóng loan tin vợ của chủ tịch có con rồi. Đứa bé chưa đầy 2 tháng tuổi, chưa xác định giới tính, đã bị các anh chị trong tập đoàn loan tin là một bé trai kháu khỉnh hay là một tiểu công chúa xinh đẹp. Cô khẽ cười khi mà đứa con của cô nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương từ nhiều người. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang những lời quan tâm cằn nhằn của Lục Triều Quân. Cứ hễ cô làm gì, anh lại cằn nhằn, tại sao cô làm thế này, tại sao cô làm thế kia. Cô phải biết yêu thương đứa con trong bụng chứ. Cô thật sự đang cảm thấy áp lực vô cùng. Cô nghe máy khi mà thấy tên hiện ra là mẹ chồng, thở phào nhẹ nhõm giống như vớ được phao cứu sinh. Dạ, con nghe đây, mẹ à. Hôm nay hai đứa nhất định phải về Lục gia. Ba mẹ con cũng đang ở đây. Sao cơ ạ? Con phải về để tụi ta còn chăm sóc cháu cưng chứ. Thế nha, mẹ tắt máy đây. Dạ, mẹ ơi. Không có cơ hội từ chối, Tường San không hiểu gì, chớp mắt liên tục nhìn về phía của Lục Triều Quân. Anh bật cười, ngồi bên cạnh đặt tay lên bụng cô. Em sao thế? Mẹ nói tối nay chúng ta về Lục gia, có cả ba mẹ em ở đó nữa. Xem ra ông bà nội ngoại hai bên đều rất mong chờ sự có mặt của con rồi. Nhưng mà tại sao anh không thấy con đạp nhỉ? Anh đặt tay lên nãy giờ vẫn không thấy có hiện tượng gì. Cố Tưởng Gian bất lực vỗ trán, đẩy anh ra, không cho anh đặt tay lên bụng mình nữa. Anh xị mặt, vẫn còn chưa nhận thức được về câu hỏi của mình có vấn đề gì. Anh nói thật mà. Ba ơi là ba, con ba chỉ vừa hình thành được 1-2 tháng. Ba mong con đạp là vượt quá sự phát triển của con rồi đấy. Vậy sao? Ba không biết. Ba xin lỗi con yêu. Thời gian trôi qua thật là vô nghĩa với những câu nói của Lục Triều Quân. Ông bố trẻ này chính là muốn dành 24/24 ở bên cạnh nói chuyện với em bé nhỏ vừa hình thành của mình. Tối hôm đó, hai vợ chồng anh về Lục gia. Vừa về đến nơi đã có người ra đỡ cô đi từng bước chân. Đúng là làm dâu nhà giàu cũng không dễ. Vừa vào đến nhà mới chỉ kịp chào hỏi đã bị ông nội Lục gọi đến ngồi bên cạnh. Đáy mắt rưng rưng nhìn cháu dâu xinh đẹp của mình. Cuối cùng thì ta cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay rồi. Ông nội, ông nói gì thế? Ông còn phải sống thật lâu để chơi cùng cháu chắt của ông chứ. Ông nội Lục lắc đầu, đưa tay vuốt tóc cháu dâu của mình, rồi lại nhìn cháu trai ở bên cạnh căn dặn. Ước nguyện đến cuối đời của ta là hai đứa yêu thương nhau. Cháu chắt thì đúng là quan trọng, nhưng quan trọng là hai đứa yêu thương nhau mà sống cùng nhau mãi mãi. Ta chỉ sợ vì bị ép cưới mà hai đứa không thể ở bên cạnh nhau dưới một mái nhà. Bây giờ nhìn hai con hạnh phúc như vậy, ta vô cùng mãn nguyện, yên tâm. Lục Triều Quân nhìn vợ mình khẽ nở ra nụ cười, đáy mắt chính là có hàng ngàn hàng vạn từ ngữ yêu thương muốn dành cho cô. Anh xích tới ngồi gần cô, ôm cô vào trong lòng.
Con hứa sẽ yêu thương cô ấy. Cả đời này con nguyện chỉ có một mình cô ấy thôi. Cả ba người vui vẻ nói chuyện với nhau một lát. Tưởng San định bước vào trong bếp giúp hai mẹ làm việc bếp núc thì đã bị ngăn cản. Lúc này hai người ba cũng đi vào. Con dâu đến rồi đấy sao? Dạ, con chào ba. Lục Triều Quân chào ba vợ rồi nhìn sang ba của mình. Tưởng San đón nhận sự quan tâm của mọi người bằng cả tấm lòng. Cô hạnh phúc thầm cảm ơn chồng mình bởi vì đã cho cô cuộc sống tươi đẹp như vậy. Ngồi trên bàn ăn, cô liên tục bị gắp cho hết cái này đến cái kia. Ai cũng ép cô ăn những món đồ bồi bổ cho em bé, nhưng mà không ai hiểu cho cô rằng cô đã rất no và không thể nào nhét thêm bất kỳ một thứ gì vào trong bụng. Lục Triều Quân thấy cô nhăn mày thì ghé bên tai của cô lên tiếng hỏi nhỏ. Em không ăn thêm được nữa, có đúng không? Em no quá rồi, phải làm thế nào bây giờ? Thế thì diễn màn tình cảm thôi, vợ yêu. Cô hiểu ý, khẽ cười, rồi gắp miếng thịt trong chén đưa cho anh. Anh nhìn miếng thịt rồi lại nhìn cô chuồn môi ngọt ngào. Há miệng ra nào, chồng yêu. Lục Triều Quân vui vẻ đón nhận, một màn tình cảm diễn ra làm cho mọi người đều hài lòng. Nhưng chỉ sau ba miếng thì mẹ Lục đã có ý ngăn cản. Con phải ăn đi chứ, Tường San. À, dạ vâng. Cô đứng mắt cầu cứu chồng, nhưng mà anh cũng hết cách rồi. Cuối cùng vẫn là cô phải ăn tất cả những món trong chén của mình. Trở về căn biệt thự, cô ngã người xuống sofa, đặt tay lên bụng. Em no đến không thở nổi luôn. Cố gắng một chút, vì mọi người quá yêu thương em mà thôi. Kể từ ngày mang thai, cô liên tục xuất hiện những trạng thái đối lập nhau. Lúc thì vui vẻ, lúc thì giận hờn. Lục Triều Quân biết tâm tình bà bầu rất phức tạp nên lúc nào cũng cố gắng làm cho cô hài lòng. Vợ ơi, em uống sữa đi. Thôi thôi, em không uống nữa đâu. Mau uống đi mà. Em đã bảo em không uống rồi mà. Cô gạt tay anh ra. Anh thở dài, nhíu mày nhìn cô. Sao tự dưng em lại quát lên như vậy chứ? Mặc kệ em đi, anh ra ngoài đi. Lục Triều Quân bỏ ra ngoài. Đứng ở đây một hồi nữa, anh và cô sẽ cãi nhau mất thôi. Xuống dưới nhà, anh để ly sữa vào trong tủ lạnh, lấy ra một ít trái cây, rửa sạch, gọt vỏ, để vào đĩa sẵn cho cô. Nghĩ một chút, lại pha thêm ly sữa ấm khác. Anh bước lên lầu, một tay là đĩa trái cây, một tay là ly sữa ấm, để nhẹ nhàng bước chân vào trong phòng. Lại làm sao thế? Tưởng San bật dậy nhanh chóng, rồi chạy tới ôm lấy cổ anh mè nheo. Nước mắt nước mũi, cứ như vậy mà bị cô dụi mạnh lên ngực áo, ướt hẳn cả một mảng. Anh ôm nhẹ lấy eo cô, đặt lên mái tóc cô nụ hôn, khẽ mỉm cười. Em cảm thấy có lỗi, đúng không nào? Anh rõ ràng là không thương em. Ai bảo anh không thương em chứ? Thì chẳng phải anh bỏ ra ngoài sao? Anh có cần gì đến em đâu. Em uống sữa và ăn trái cây nha. Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn trái cây mà anh gọt cho. Bạn nãy còn bảo không muốn uống sữa thì giờ đây đã uống một hơi cạn sạch. Lục Triều Quân không biết phải nói gì, chỉ có thể phì cười xoa đầu cô vợ bầu khó tính, rồi yêu thương hôn lên bờ môi dính vệt sữa. Bà xã, anh yêu em. Em biết mà. Bụng của cô càng ngày càng lớn hơn. Thai nhi đã qua tháng thứ 8 nên rất hoạt bát mà quấy phá trong bụng mẹ. Nhóc con bên trong hết đạp bên trái lại đạp bên phải, làm cho bà mẹ trẻ giờ khóc giờ cười. Em bé rất khỏe mạnh, mỗi lần đi khám sức khỏe, bác sĩ đều vô cùng hài lòng bởi vì bé con chưa chào đời đã được ba mẹ chăm sóc kỹ lưỡng. Lục Triều Quân thì không cần nói, anh mỗi ngày đều chăm công nghìn việc nhưng chưa một lời nào than thở. Bận rộn với công việc nhưng lúc nào cũng ưu tiên vợ con lên hàng đầu, tranh thủ nhất có thể để có thể đưa Tưởng San đi khám thai định kỳ theo lịch của bác sĩ. Mỗi ngày đều cố gắng giải quyết công việc thật là nhanh để về nhà nấu cơm và ăn cơm cùng vợ. Mỗi cuối tuần đều đưa vợ đi siêu thị để mua sắm và chuẩn bị hành trang chào đời cho con nhỏ. Cố Tưởng San từ khi mà mang thai đến tháng thứ 5 thì đã bị chồng mình bắt buộc ở nhà. Không có việc gì làm, thường ngày cô chỉ thích ngồi nghe nhạc, cảm nhận từng nhịp đạp của con yêu. Vì bản thân đang mang thai, cô cũng ăn uống và sinh hoạt khoa học hơn. Mỗi ngày đều để cho mình có tâm trạng tốt nhất, cho con ở trong bụng cũng thoải mái mà phát triển. Lục Triều Quân vừa đi làm về,
thấy cô đang đăm chiêu thả mình ngoài cửa sổ thì bước tới ôm lấy cô từ đằng sau. Cả ngày dài làm việc mệt mỏi, cũng chỉ mong lúc về nhà có người chờ mình bằng tất cả tình yêu thương. Đang nhớ anh hay sao mà nhìn mông lung thế? Còn lâu em mới thèm nhớ anh. Không nhớ thật sao? Thật mà. Anh khẽ cười hôn lên đỉnh đầu của cô, rồi để áo vest xuống giường, kéo cô cùng ngồi xuống giường, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh, đôi mắt ấm áp nhìn cô có chút lưu luyến. Ngày mai anh có chuyến công tác đột xuất, em chịu khó ở nhà vài ngày có được không? Sao thế? Trợ lý không thể đi công tác thay anh được à? Dự án này rất quan trọng. Em ngoan ở nhà nha, chỉ có 5 ngày thôi. Nhưng mà em sẽ nhớ anh chết mất. Anh phỉ cười đứng dậy hôn lên trán cô. Mới nói thôi mà cô đã như vậy rồi thì làm sao anh nỡ rời đi. Vậy ban nãy ai bảo không nhớ anh nào? Em không đùa đâu, em sẽ nhớ anh lắm đấy. Không sao, anh sẽ cố gắng về sớm với em, anh đã hứa rồi đấy. Lục Triều Quân gật đầu như một lời hứa chắc nịch. Nhưng mà liệu rằng lời hứa này anh có thực hiện được hay không? Có chắc anh sẽ về sớm bên cạnh cô không đây? Sáng hôm sau, Lục Triều Quân sửa soạn đồ vào vali. Tưởng Gian đứng phụng phịu một lát thì òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ con. Triều Quân bỏ đồ xuống, tiến về phía của cô, ôm chầm lấy cô, rồi vuốt vuốt dỗ dành. Sao lại khóc rồi? Anh hứa sẽ mau chóng về với em mà. Em không muốn xa anh đâu. Chỉ vài ngày thôi, anh sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể để trở về với em, có chịu không nào? Anh yêu thương hôn lên trán cô, cúi xuống lại hôn lên bụng cô như muốn dặn dò con của mình phải chăm sóc cho cô những ngày anh đi vắng. Tường San phì cười đánh lên vai anh. Anh chuẩn bị đi đi. Ừ. Vì sợ cô mệt nên anh không cho cô tiễn mình. Tường San bĩu môi nhưng cũng lo cho con nên đành ở nhà. Dạo này em bé phát triển rất nhanh, cái bụng của cô càng ngày càng ì ạch. Lục Triều Quân đã đi được 3 ngày rồi, ngày nào cũng tranh thủ gọi điện về nói chuyện cùng Tường San. Nhưng mà sao đến hôm nay thì cô đợi mãi không thấy anh gọi về. Cô thở dài mở tivi xem thời sự, một lát lại thấy buồn miệng mà đi vào trong bếp tìm trái cây. Cô cắt táo thành những miếng nhỏ cho dễ ăn, nhưng lại vô tình làm cho con dao cứa vào tay. Cô giật bắn mình hét lớn, vứt con dao xuống đất. Tiếng hét của cô đã thu hút sự chú ý của dì Dai ở đằng sau nhà. Cô chủ, cô có làm sao không? Dạ, con không sao. Cô nói xong thì ra ngoài tìm băng keo cá nhân. Vừa dán xong miếng băng keo thì tivi đã vang lên thông báo. Chúng tôi là phóng viên đài truyền hình TF. 2 giờ trước, có một vụ nổ máy bay đã xảy ra. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, phát hiện hơn 10 thi thể ở dưới biển. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc để tìm người thân và tiếp tục cập nhật tin tức. Tiếng thở dài của Tường San vang lên. Cô đưa tay cầm điện thoại định gọi cho anh thì tiếng chuông điện thoại của cô đã vang lên trước. Tôi nghe đây. Phu nhân à? Chủ tịch làm sao? Chuyến bay của chủ tịch đã phát nổ. Đúng lúc này có một tiếng nổ trong lòng cô vang lên. Tay cô giống như không còn sức lực nữa. Chiếc điện thoại rơi mạnh xuống đất. Rồi sau đó cô ngất đi. Cô chủ. Giọng nói của dì Dai vang lên. Cô mau chóng được đưa đến bệnh viện. Tin tức này đã nhanh chóng đến tai cả hai gia đình Lục gia, Cố gia. Ông bà Lục chạy vào bên trong bệnh viện. Tưởng San tỉnh dậy thì vô cùng hốt hoảng. Cô chạy thẳng ra ngoài để mặc ba mẹ chồng và ba mẹ mình ngăn cản. Cô gào thét, liên tục lắc đầu. Lục Triều Quân, anh ở đâu rồi? Ai cho phép anh xảy ra chuyện chứ? Anh mau về nhà với em đi. Còn bình tĩnh đi, Tưởng San. Anh đừng đùa có được không? Em không muốn anh đùa như vậy. Anh mau về với em đi mà. Cô cứ quỳ gối xuống, ôm mặt khóc, liên tục gọi tên Lục Triều Quân. Ông bà Lục nhìn con dâu, xót con trai. Tại sao hai đứa con của ông bà lại phải chịu đựng những điều này cơ chứ? Giấu nước mắt vào trong, muốn an ủi con dâu mình. Triều Quân, nó sẽ không sao đâu, con đừng quá lo lắng. Tưởng ra như phát điên khi mà mỗi ngày đều trôi qua, không có tin tức gì về Lục Triều Quân. Thám tử Diêu
ai nấy đều cố gắng, nhưng mà tung tích về anh vẫn là ẩn số, không có lời giải đáp. Không ai tìm thấy cơ thể của anh, mà cũng chẳng ai có thể dám chắc chắn anh còn sống sót. Cố Tưởng San mỗi ngày đều sống như cái xác không hồn, nỗi nhớ về Lục Triều Quân không yên trong lòng cô. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, chẳng ai biết Triều Quân còn sống hay đã mất mạng, chỉ biết rằng anh cứ như vậy mà rời xa tất cả mọi người. Đến cuối cùng thì Tưởng San vẫn phải chấp nhận là anh đã rời đi. Cho dù đau xót, cho dù mệt mỏi, nhưng cô vẫn phải cố gắng sống tiếp, sống cho con, sống cho cả cuộc sống giang dở của anh nữa. Ngồi thẫn thờ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô thu mình bó gối, ngắm nhìn sắc màu hoàng hôn đỏ rực xa xa. Cô từng nhớ, anh rất thích ngắm chiều hoàng hôn. Anh nói rằng, nó tuy rằng có chút buồn, nhưng thật sự là rất bình yên. Em không bao giờ tin, anh bỏ em và con rồi đi. Em chắc chắn sẽ tìm lại anh. Anh chờ em nha, Triều Quân. Hành động và suy nghĩ của cô trái ngược nhau. Bên ngoài cô giống như là một người đã chấp nhận về sự ra đi của chồng mình, bởi vì cô không muốn bất kỳ ai phải lo lắng cho cô nữa. Nhưng mà thật sâu bên trong, cô vẫn tin anh còn sống. Chỉ cần chưa tìm thấy cơ thể của anh, thì cô vẫn tin anh đang ở nơi nào đó. Tin rằng có một điều kỳ tích sẽ xảy ra với anh và cô. Tin vào tình yêu to lớn của mình, tin ông trời không thể nào phụ lòng người mà cướp anh khỏi cô như vậy. Cố Tưởng San trấn an bản thân mình, cô nguyện chờ đến ngày anh trở về bên cạnh, chờ ngày anh giữ đúng lời hứa với cô. Anh hứa sẽ về sớm với em cơ mà, anh nhớ phải giữ lời. Nếu anh thực sự nói dối, em sẽ giận anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Thời gian không bao giờ chịu chờ một ai cả. Tưởng San đã bước sang giai đoạn cuối cùng của thai kỳ. Theo lịch dự đoán thì ngày mai là ngày cô hạ sinh đứa con của mình. Ngồi trên giường, cô đặt tay lên bụng, hít một hơi thật sâu. Anh đã hứa là cùng nhau chào đón thiên thần nhỏ, nhưng tại sao bây giờ lại chỉ còn có một mình em? Phải làm sao bây giờ, Triệu Quân? Tại sao anh bỏ em và con mà đi chứ? Anh thật sự không quay về với em và con ư? Em phải làm thế nào cho đúng đây? Giọt nước mắt nghẹn ngào lăn xuống, theo đó là cơn đau co thắt dữ dội ở dưới vùng bụng. Cô gồng mình hít một hơi thật sâu, đôi chân mày bất giác nhíu chặt. Dì Dai, con đau quá, cứu con. Từng tầng mồ hôi đổ đầy trên trán cô. Cô khua tay làm vỡ chiếc ly bên cạnh, gây sự chú ý cho dì Dai ở dưới nhà. Nghe thấy âm thanh đổ vỡ, dì Dai vội vàng chạy lên lầu. Nhìn cô đau đớn như vậy, dì Dai sốt sắng gọi xe cấp cứu và cả hai bên gia đình. Cố Tưởng San đã hạ sinh một nhóc con siêu đáng yêu. Chỉ đáng tiếc là ba đứa trẻ bây giờ vẫn không biết ở đâu. Nhìn con mà cô đau lòng không thôi. Cô cắn chặt răng, trong thâm tâm cô cố gắng vực dậy tinh thần để làm chỗ dựa vững chắc cho con của mình. 5 năm sau đó, sau khi sinh đứa con của mình, cô thay thế chồng lên nắm vị trí chủ tịch điều hành tập đoàn. Bản thân tài năng có sẵn, cô cũng giống như chồng mình, nhanh chóng lấy được sự tin cậy từ các vị cổ đông, đưa tập đoàn phát triển vững mạnh. Lục Triều Quân, anh có biết anh đã lỡ hẹn với em 5 năm rồi không? Anh đã hứa sẽ về sớm, vậy tại sao đến tận bây giờ anh vẫn chưa trở về? Tưởng San đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra xa bầu trời, nhắc đến người đàn ông của mình. Bao năm trôi qua, cô đã cho người tìm kiếm anh, thế nhưng tất cả công sức bỏ ra đều không thu về chút kết quả nào. Người con gái vẫn tin rằng anh còn sống, tin anh sẽ không bao giờ bỏ cô và con ở lại trần thế này cô đơn. Mẹ ơi! Giọng nói lanh lảnh vang lên, Tưởng San quay người, khẽ mỉm cười. Bế nhóc con bụ bẫm trên tay, cô không khỏi hạnh phúc bởi vì con có đến 9 phần giống với Lục Triều Quân. Hạo Khanh, sao con chạy nhanh như vậy chứ? Lỡ ngã thì biết làm sao bây giờ? Con làm sao mà ngã được? Nhưng mà sao con vui thế? Con cười đến híp cả mắt rồi. Mẹ ơi, ông nội vừa cho con 2 tấm vé đi du lịch, mẹ đi cùng con đi. Bé con hí hửng giơ 2 tấm vé ra trước mặt của mẹ. Cô làm sao có thể không hiểu lòng của ông nội Lục? Từ ngày mà Lục Triều Quân mất tích, cô lúc nào cũng có bảo bối và công việc ở bên cạnh. Cuộc sống bên ngoài đối với cô là vô vị.
Ông nội nhiều lần ngỏ ý muốn cô đi chơi đâu đó, nhưng cô luôn biết dùng mọi cách để từ chối. Bây giờ mà bố đã lớn rồi, ông nội lại lấy nó ra để dụ dỗ cô. Đâu thể nào từ chối. Tường San gật đầu với con trai. Được rồi, để mẹ đưa con đi. Con yêu mẹ nhất. Tường San bật cười đặt con lên giường, nhận tấm vé trên tay, cô khẽ thở dài. Bảo bối biết là mẹ đang nhớ ba, nên cậu bé im lặng chạy ra một góc chơi một mình. Bé con rất hiểu chuyện, biết ba mình vì sự cố cho nên không thể nào trở về. Cậu bé chưa một lần trách ba. Cậu bé thương mẹ và thương cả ba nữa. Giống như mẹ, cậu tin rằng ba là người tốt và nhất định sẽ quay trở về với hai mẹ con. Hai ngày sau đó, Tường San và con trai sắp xếp đồ vào vali. Điểm đến của họ là hòn đảo A, nơi có rất nhiều phong cảnh đẹp và mát mẻ. Đến nơi, hai mẹ con tìm một khu trọ để mà ở lại. Nơi đây không có khách sạn, chỉ có phòng trọ cho khách tham quan. Tuy nói là phòng trọ, nhưng cũng vô cùng đầy đủ tiện nghi và thoáng mát. Vừa vào trong phòng, cậu bé đã ngã nhào xuống nệm, lăn qua lăn lại vài vòng. Mệt mỏi, ê ẩm hết cả người của con rồi. Con nít con nôi mà tỏ ra mỏi lưng là sao chứ? Đâu có đâu, con rõ ràng là người lớn mà. Được rồi, thì anh là người lớn, còn tôi đã là bà già rồi. Hai mẹ con chí chóe nhau đến tận trưa mới đi ăn cơm. Phúc phần nhà anh để lại có khác, đã cãi nhau là phải cãi cho thắng, không thắng thì không bao giờ có chuyện dừng lại. Tường San đôi khi cũng thán phục bản thân mình, tại sao có thể mang chiếc gen nặng nề này trong suốt 9 tháng 10 ngày trong bụng mình cơ chứ. Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm, nhìn con trai đang ngủ ngon lành, không nỡ đánh thức. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô bước xuống sảnh của khu trọ, khẽ mỉm cười vì không khí xung quanh rất nhẹ nhàng và ấm áp. Nơi đây giống như hòa quyện với thiên nhiên, vừa nghe tiếng chim hót, vừa nghe cả tiếng suối róc rách chảy và cả tiếng gió, tiếng lao xao của những tán lá, khiến cho người ta nhẹ lòng vì cảm nhận chúng hòa hợp như một bản tình ca thật sự. Đã lâu rồi, để cho cô biết thế nào là cảm giác bình yên, cô lúc nào cũng mệt mỏi chạy theo đồng tiền và xã hội. Chỉ có cách lao đầu vào công việc mới có thể giúp cô tạm quên đi người đàn ông đó. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là cuộc sống quá bất công, tàn nhẫn với tình yêu của anh và cô. Rõ ràng đến với nhau không dễ dàng, lúc có nhau cũng chẳng thể bình yên, cùng nhau đến cuối đời. Gạt bỏ đi những buồn phiền sang một bên, Tường San phấn chấn tinh thần nghĩ đến em bé ở trên phòng. Lướt một lượt qua khu thức ăn, cô chép miệng, chọn đại hai bánh mì tươi. Lúc tìm ví tiền thì lại chẳng thấy đâu cả, cô mới nhớ ra là cô quên mang ví tiền. Đang lục lọi trong người xem là có đồng tiền lẻ nào không, thì một cánh tay đưa ra vài tờ tiền, cùng với đó là chất giọng trầm ấm quen thuộc. Bà chủ, lấy cho tôi chai nước, tính luôn phần tiền của cô ấy cho tôi. Cảm ơn anh. Anh là Lục Triều Quân. Cô định cảm ơn người lạ mặt mà cuối cùng lại là người quen, ngẩng mặt lên nhìn anh muốn chết sững tại chỗ. Lục Triều Quân thì lại khác, ánh mắt của anh khó hiểu nhìn cô. Không có gì, nhưng tôi là Tạ Phong, không phải Lục Triều Quân. Không, rõ ràng anh là Triều Quân mà. Có lẽ cô nhận nhầm người rồi. Lúc này giọng nói khác lại vang lên. Liễu Thanh tiến tới, ôm cánh tay của anh, gọi hai tiếng thân mật. Tạ Phong. Bắt gặp ánh mắt của Cố Tường San, Liễu Thanh không một chút nào lo sợ, còn nghênh ngang ra giọng điệu thách thức. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 2 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.